Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 971 muốn đánh bại ta, không có dễ vậy. Khóe môi cong lên một nụ cười vặn vẹo, Trần Nham sau khi đáp xuống đất liền bước qua một bước, từ một góc độ vô cùng xảo quyệt tấn công về bên cạnh người của Hân Nghiên. Uỳnh ầm ầm. Tốc độ bộc phát vô cùng đáng sợ, trong lúc lao đi, âm thanh xương cốt bùng nổ vang lên ầm ầm. Khí thế khắp người không ngừng tích lũy, sức mạnh long tượng và chân nguyên ngưng tụ thành ánh sáng màu tím, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Có thể tưởng tượng, nếu như bị một quyền này đánh trúng, cho dù Hân Nghiên có tu vi thâm hậu cũng sẽ không dễ chịu. View. Nhưng ai biết được, tốc độ của Hân Nghiên còn nhanh hơn cả hắn ta, chỉ trong một nửa nhịp hô hấp đã điều chỉnh lại tư thế. Một kiếm đâm ra, mũi kiếm màu đỏ máu sáng lên lấp lánh, hàn mang như ánh sao. Leng keng. Quyền mang và mũi kiếm cứ như vậy va chạm với nhau, Trần Nham kêu hự một tiếng, bị chấn động cho bật lùi về sau mấy bước. Một màn giống như vậy cũng đã xảy ra lúc nãy, nhưng mà người bị đánh lui là Đường Thông, trước mắt chẳng qua đổi ngược lại mà thôi. Kiếm mang của Hân Nghiên nhìn như ẩn vào trong, thanh uy không bằng Trần Nham, nhưng sức mạnh của uy lực thì sau khi thực sự tiếp xúc rồi mới có thể cảm nhận được. Trong lòng Trần Nham hoảng hốt, không biết phải biểu đạt thế nào, bản thân hắn ta tu luyện long tượng chiến thể quyết, nhục thân như man thú, chân nguyên và khí lực sau khi dung hòa, nếu giao chiến với người trong cùng cảnh giới thì rất hiếm có đối thủ, cũng rất ít khi bị đánh bại nhanh như vậy. Ánh sáng huyết viêm. Một kiếm đánh bại quyền mang của đối phương, khắp người Hân Nghiên từ trên xuống dưới đều phát ra luồng huyết quang như tơ, trông cô ta giống hệt một đóa hoa hồng nở rộ, máu tươi như thác. Sắc mặt Trần Nham sa sầm, không còn sót lại chút ý cười nào nữa, từng đạo quyền mang điên cuồng xuất ra, đánh nát huyết quang như từng sợi tơ mảnh đang dần dần tràn đến. Mỗi một quyền tung ra bèn lui lại một bước, rất rõ ràng không hề dễ dàng. Lâm Nhất nhìn mà đăm chiêu suy nghĩ, đây chính là huyết viêm kiếm pháp sao, lúc đầu hắn không chọn loại kiếm pháp này chính là vì nó quá mức tàn nhẫn, sát khí quá nặng, nhưng lúc tu luyện thì lại không hề dễ dàng, còn rất có khả năng rơi vào trong ma chướng. Đến nay xem ra, khuyết điểm mặc dù rất nổi trội nhưng uy lực của kiếm pháp này quả thực đáng sợ. Với nhục thân mạnh mẽ của long tượng chiến thể mà đối diện với kiếm thế này lại yếu ớt đến như vậy. Muốn đánh bại ta, không có dễ vậy. Khí thế của Trần Nham hoàn toàn bị chấn áp, không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, chỉ đành phải lôi con át chủ bài cuối cùng ra thi triển. Lời vừa dứt, đã thấy cơ thể Trần Nham bốc lên một luồng lửa cháy hừng hực, trước ánh mắt của tất cả mọi người, hoàn toàn hóa thân thành một ngọn đuốc, lửa cháy rừng rực, quét sạch tám phương. Lửa từ long tượng. Cơ thể hắn ta nhoáng lên, vung quyền liên tiếp. Mỗi một quyền đều bao hàm uy thế như ngọn núi lửa đang phun trào. Quyền mang thiêu đốt mọi thứ, giống như một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, uy lực mạnh đến đáng sợ. Trong lòng Lâm Nhất thầm than, sức mạnh long tượng hóa ra còn có thể đốt cháy. Xem ra long tượng chiến thể quyết trong tay ta cũng không phải là một cuốn đầy đủ, trong Hỗn Nguyên môn còn có rất nhiều bí thuật liên quan với nó. Chương 972 thua đi. Trần Nham này đúng là đáng sợ, đến cả bí thuật lửa từ long tượng cũng đã tu luyện thành công. Mặc dù chỉ mới tiểu thành nhưng cũng ra hình ra dạng rồi. Hỗn Nguyên môn Văn Ngạn Bác thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra ý cười, dáng vẻ ung dung trông cực kỳ thoải mái. Bất luận là Trần Nham thành hay bại, ông ta cũng đều là người thắng cuộc, Vũ Văn Bác và Tả Vân còn chưa ra tay đâu. Sau khi thi triển bí thuật, kiếm thế của Hân Nghiên đã bị áp chế lại. Nhóm người Đường Thông không khỏi tỏ ra lo lắng, thực lực của Trần Nham này quả thực vượt ngoài tầm dự đoán. Không cần phải lo lắng, loại bí thuật này nhìn thì đáng sợ. Nhưng sức mạnh long tượng của Trần Nham chẳng cháy được bao lâu, nhiều nhất 10 chiêu là đã không thể chống đỡ được nữa, sư tỷ đang đợi cơ hội thôi. Lâm Nhất từng tu luyện long tượng chiến thể quyết, hắn có thể nhìn thấy rất rõ ràng nên nhỏ giọng nói. Tên kiếm nô này, đang nói cái gì đó. Không ít người nghe được lời nói của Lâm Nhất, trên mặt mang đầy vẻ bất mãn, thế cục trước mắt, rõ ràng là Trần Nham đang lội ngược dòng, đang ép Hân Nghiên đến mức không còn sức để phản đòn. Nhìn vào khí thế của Trần Nham trông chẳng có vẻ đuối sức tí nào, rõ là ăn nói hàm hồ.
Mặc kệ hắn, kiếm nô hèn mọn, hiểu cái gì? Ta thấy Hân Nghiên này, 8-9 phần 10 là phải lật thuyền trong mương rồi. Rõ ràng là Hân Nghiên không dự đoán được, không ngờ được Trần Nham lại tu luyện bí thuật cỡ này, cho nên mới có cục diện như bây giờ. Vẫn là quá tự tin rồi, trước đó nếu như áp chế Trần Nham, không cho hắn ta có cơ hội thi triển bí thuật thì đã không xuất hiện vấn đề nan giải như hiện nay rồi. Trên đại điện, các đệ tử từ trong ra ngoài đều đang nhỏ giọng bàn luận. Thua đi. Nhưng khi không ai ngờ tới đột nhiên một sợi tơ máu được ngưng tụ ở chính giữa đại điện, tập trung quanh thân kiếm của Hân Nghiên, trên thân kiếm đột nhiên rộ ra huyết quang chói mắt tựa như ngọn lửa cuốn tới. Sát khí phóng lên, điên cuồng trỗi dậy. Gần như cùng lúc đó, lửa từ long tượng trên người Trần Nham tối đi một chút. Phụt. Kiếm mang như gió thu thổi lá rụng, đâm mạnh vào người hắn ta phát ra tiếng kêu vang dội. Trần Nham hộc máu, lửa từ long tượng trên người thoáng chốc dập tắt, sau khi ngã xuống sắc mặt hắn ta tái đi khá nhiều. Trần Nham, quay lại đi. Văn Ngạn Bác cười nhẹ, khẽ nói, đường đường là kẻ vô danh tiểu tốt tầng lớp thứ 3 mà lại bị kẻ vô danh tiểu tốt của Hỗn Nguyên môn ta ép đến mức này, có tiếng không có miếng cũng chỉ thế thôi. Hay là ông bảo Vũ Văn Bác xuống đây đấu với ta một trận đi. Hân Nghiên đối chọi gay gắt, lạnh lùng hô lên. Được rồi, cuộc thi đến đây là kết thúc, Lăng Tiêu kiếm các thắng. Văn trưởng lão, đệ tử nhà ông bị thương không nhẹ, dưỡng thương cho tốt đi. Trong lòng Văn Ngạn Bác giễu cợt, vừa định đồng ý thì giọng nói của công chúa Phượng Hoa đã vang lên từ vị trí ghế ngồi chính, ông ta chỉ đành dừng lại. Đáng tiếc, nếu không cho cô ta thời gian hồi phục thì với thực lực của Vũ Văn Bác, chỉ 3 chiêu là có thể hạ gục cô ta. Trận đấu này khá hấp dẫn, so với trận trước thì đáng xem và có nhiều điểm đáng học hỏi hơn. Chỉ là không ngờ kết cục lại đúng như Lâm Nhất nói. Chương 973 xem ra Bạch Du rất tự tin. Giữa đám người của Tần Thiên Học Phủ, trong mắt Tào Kiệt lóe lên tia sáng lạnh, ánh mắt rơi vào Lâm Nhất, do dự có nên thách đấu với Lâm Nhất hay không. Nhưng nghĩ đến tu vi huyền võ tầng 8 của mình, cao hơn Lâm Nhất hẳn 2 tầng, chỉ sợ sẽ bị người khác cười nhạo. Công chúa Điện Hạ, tại hạ muốn đấu với Lâm Nhất của kiếm các một trận. Đúng lúc này, Bạch Du yêu nghiệt mới nổi của Huyền Thiên Tông đột ngột đứng dậy, chắp tay nói. Trong mắt công chúa Phượng Hoa lóe lên một tia sáng kỳ lạ, nàng ta khẽ nói, tuy tuổi hai người các ngươi ngang nhau, nhưng tu vi của ngươi cao hơn hắn một tầng, chủ động thách đấu không hợp quy tắc. Nhưng nếu hắn đồng ý thì không sao, ngươi tự hỏi hắn đi. Bạch Du nhướng mày nhìn Lâm Nhất, trầm giọng bảo, kiếm nô Lâm Nhất, có dám đấu với ta một trận không? Bạch Du của Huyền Thiên Tông quát lạnh một tiếng, cả đại điện quỳnh đài chợt trở nên im lặng như tờ. Vẻ mặt đệ tử các tông đều hiện lên sự kinh ngạc và hơi sốc. Tuy lúc trước bọn họ đều nói về Lâm Nhất, nhưng chỉ là nói sau lưng chứ không nói trước mặt. Bạch Du thì hay rồi, hoàn toàn không nể mặt mà gọi thẳng ra luôn. Không có chút lịch sự nào, hoàn toàn không giống đệ tử của tông môn lớn. Trên vị trí ghế đầu, công tử Lưu Thương ngồi sau công chúa Phượng Hoa khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Hắn ta có thất khiếu linh lung, đoán ra được tại sao Bạch Du lại nói như thế. Chỉ vì tu vi của Lâm Nhất thấp hơn Bạch Du, như công chúa nói, Lâm Nhất có quyền không chấp nhận thách đấu. Bạch Du cố ý nói như vậy hoàn toàn là để chọc giận Lâm Nhất, ép hắn phải ứng chiến. Thiếu niên này trông cũng sáng sủa, không ngờ lại nhẫn tâm như thế. Và mặt người khác trước mặt bao người, hoàn toàn không cho Lâm Nhất cơ hội từ chối. Đã ép tới bước này rồi, biết rõ thất bại cũng phải cắn răng mà đấu đúng không? Nghe nói Long Hổ Quyền của Lâm Nhất vô cùng cường hãn, khiến đệ tử Huyền Thiên Tông khá bất mãn. Bạch Du làm vậy, biết đâu lại là ý của trưởng lão Huyền Thiên Tông. Cũng đúng, quyền pháp của tông môn mình mà người ngoài lại tu luyện tốt như vậy, khẳng định bản tông sẽ bất mãn. Chỉ e lần này bọn họ có chuẩn bị mà đến, định cho Lâm Nhất một bài học. Xem ra Bạch Du rất tự tin. Sau khi thảng thốt, đệ tử các tông môn lớn trên đại điện đều đổ dồn ánh mắt vào Lâm Nhất. Để xem hắn làm thế nào, Liễu Nguyệt lạnh lùng cười khẩy, nàng ta nhìn sang Nhạc Thanh. Bây giờ Lâm Nhất đang rất được chú ý,
đầu tiên là khiến chuông cổ nghìn năm vang lên, sau đó lại giành được hạng nhất trong cuộc chiến đồng minh, rất nhiều người đều đã nghe đến tên hắn. Nhưng trong trận đấu này, có vẻ mọi người đều không coi trọng hắn lắm. Lâm Nhất không nhiều lời đặt chén rượu xuống, đeo hộp đựng kiếm lên lưng, đi về phía trung tâm đại điện. Coi như người có bản lĩnh, biết thế nào là xấu hổ, nhưng trận này ngươi thua chắc rồi, từ khi ngươi luyện quyền pháp Long Hổ quyền của tông ta thì đã định trước sẽ phải gánh chịu mọi điều hôm nay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 974 khí thế mạnh quá. Thấy Lâm Nhất bước đến, Bạch Du hơi ngẩng đầu, vẻ mặt kiêu ngạo. Hắn ta là kỳ tài trăm năm hiếm gặp của Huyền Thiên Tông, tuổi tác không quá chênh lệch với Lâm Nhất nên quan hệ cạnh tranh rất lớn. Tối qua trưởng lão tông môn bảo hắn ta lên đấu với Lâm Nhất, hắn ta vui vẻ nhận lệnh mà không chút do dự. Đừng thăm dò tính tình ta thì tốt hơn, ngươi sẽ hối hận đấy. Vẻ mặt Lâm Nhất lãnh đạm, hắn bình tĩnh nói. Ngươi cho rằng chỉ dựa vào Long Hổ quyền vớ vẩn là có thể so tài với ta sao? Ha ha, Long Hổ quyền của Phật Môn Chính Tông, ngươi không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu. Bạch Du lạnh giọng chế nhạo, không hề coi Lâm Nhất ra gì. Đánh bại ngươi không cần dùng đến Long Hổ quyền. Hờ hờ, chỉ dựa vào kiếm pháp vớ vẩn của Lăng Tiêu kiếm các ngươi thì đến một phần cơ hội thắng ngươi cũng chẳng có đâu. Muốn dựa vào kiếm pháp để thắng Long Hổ quyền của Huyền Thiên Tông ta ư? Ngươi thông thử nghĩ xem mình là ai? Vẻ tự tin hiện lên trong mắt Bạch Du, hắn ta trầm giọng nói. Trưởng lão đầu trọc của Huyền Thiên Tông và những sư huynh khác đều lộ ý cười, khẽ gật đầu. Bạch Du thật biết ăn nói, Long Hổ quyền của Huyền Thiên Tông uy trấn Đại Tần, kiếm pháp của Lăng Tiêu kiếm các đương nhiên chẳng là gì. Vương Hàn của Huyền Thiên Tông cười lạnh. Hờ hững nói, được rồi Bạch sư đệ, đừng nhiều lời với hắn nữa, ba chiêu đánh bại hắn đi. Ba chiêu. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều hơi sốc. Dù thế nào Lâm Nhất cũng là ngôi sao đang lên của Lăng Tiêu kiếm các, tuy tu vi yếu hơn Bạch Du một tầng nhưng dẫu sao cũng giành được vị trí thứ nhất trong cuộc chiến đồng minh, không phải cái danh hão huyền. Mặc dù trận đấu này bọn họ coi trọng Bạch Du hơn nhưng ba chiêu đánh bại Lâm Nhất thì đúng là ngông cuồng quá. Trong mắt người ngoài, hai người họ ngang tài ngang sức, Bạch Du thắng ở chỗ có chuẩn bị trước, căn cứ tu vi chiếm lợi thế, nhưng ưu thế này dù nhìn thế nào dường như cũng không lớn đến mức có thể khiến hắn ta ba chiêu đã giành chiến thắng. Gừ. Tiếng rồng gầm hổ thét không hề báo trước, đột nhiên vang lên từ trong cơ thể Bạch Du. Rồng gầm sao động. Hổ thét như sấm, cuồng phong vô tận nổi lên từ người Bạch Du, thánh uy Phật Môn liên tục phát ra. Chiêu thứ nhất. Trường sam không gió tự lay động, mái tóc dài tung bay trong gió, Bạch Du hừ lạnh một tiếng. Bàn chân nặng nề dẫm xuống đất, mặt đất ngọc thạch cứng như thép nứt ra, hắn ta lao về phía trước như một mũi tên, nhanh như chớp. Giữa không trung, năm ngón tay hắn ta nắm chặt. Lại có một đợt tiếng rồng gầm hổ thét như núi lửa phun trào liên tiếp, chấn động màng nhĩ. Khí thế cuồng bạo như núi gào biển thét, Bạch Du vừa ra tay đã khiến mọi người phải kinh ngạc thốt lên. Khí thế mạnh quá! Thiếu niên này, không giống cảnh giới huyền võ tầng thứ 7, quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Chương 975 Phục Ma Ấn. Đáng sợ quá, Bạch Du thật sự cường hãn, chẳng trách Vương Hàn dám nói ba chiêu là thắng. Chỉ dựa vào khí thế của một quyền này, đệ tử huyền võ tầng 8 cũng không dám tay không chống lại, ta thấy chưa chắc đã cần đến ba chiêu. Quá mạnh, Bạch Du vừa ra tay, mọi người như bừng tỉnh từ giấc mộng, hiểu ra tại sao hắn ta lại ngông cuồng đến thế. Thiếu niên này có tư cách kiêu ngạo. Đến khi hắn ta đi được 10 bước, tới trước mặt Lâm Nhất diễn hóa ra dị tượng rồng cuốn hổ chồm, nuốt chửng núi sông. Một rồng một hổ. Hai hư ảnh đồng thời xuất hiện sau lưng hắn ta. Long hành hổ bộ sao? Lâm Nhất không né cũng không tránh, tĩnh lặng như nước, khí thế ung dung đột nhiên trở nên sắc bén. Từng đợt kiếm thế tản ra từ trên người hắn như sóng biển, cả người như hóa thành một hồ nước, mặt hồ như một tấm gương phản chiếu mây trời, sóng biển. Nước chảy vô hình. Lâm Nhất vừa phất tay, kiếm táng hoa trong hộp đựng kiếm bay ra nằm gọn trong tay hắn. Khi quyền mang sắp tới trước mặt, hắn rút kiếm ra khỏi vỏ. Bịch.
thân kiếm lập lòe sáng rực, hòa tượng vi bay múa như mộng như ảo. Kiếm thế lay động không ngừng, như nước như mây, vô hình vô tướng. Giác! Một quyền như rồng như hổ, nuốt chửng núi sông khóa chặt Lâm Nhất. Nhưng vào khoảnh khắc nó đáp xuống, cuồng phong giấy lên khắp trời, gió vén tóc mai trước trán Lâm Nhất để lộ khuôn mặt điển trai, bình tĩnh như nước của hắn. Nhưng thanh kiếm hắn đâm ra lại là một bức tranh sóng yên biển lặng, đột nhiên một con sóng nổi lên, cao tới trăm trượng tựa như rồng điên cuồng gầm thét, ùn ùn kéo tới. Bạch Xu sửng sốt, không ngờ kiếm thế của Lâm Nhất lại kỳ quái đến vậy. Một quyền vừa nãy rõ ràng đã đánh trúng rồi nhưng khi sắp đáp xuống, đối phương lại nhẹ nhàng di chuyển khiến quyền đó lặng lẽ trượt qua như nước chảy mây trôi. Trong mắt người ngoài, Lâm Nhất như không di chuyển đã tránh được quyền đó của Bạch Xu. Nhát kiếm bay ra càng thêm hỗn loạn, dưới sự gia trì của kiếm ý, kiếm thế mạnh đến mức mọi người đều chấn động. Tàng long ngọa hổ. Mà Bạch Du cũng rất lợi hại, tay trái hóa thành núi rồng, tay phải hóa thành núi hổ. Đối mặt với một kiếm điên cuồng bất chợt ập tới, năm ngón tay hắn ta nắm chặt, hai quyền va chạm dữ dội. Rầm. Tựa như núi rồng và núi hổ va chạm mạnh, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, hợp thành núi rồng hổ. Đỉnh núi hang hổ, chân núi đầm rồng, tàng long ngọa hổ. Keng. Một chiêu thức phòng ngự mạnh nhất trong long hổ quyền mạnh mẽ ngăn lại nhát kiếm chí mạng này. Phục ma ấn. Bạch Du không có thời gian để tâm đến kiếm kình hỗn loạn trong cơ thể, cắn răng, hai tay nhanh như chớp ngưng kết phục ma ấn. Đột nhiên toàn thân hắn ta được bao phủ bởi ánh sáng vàng. Phật uy rực lửa, sau gáy còn ngưng tụ ra ấn ký chữ vạn của Phật môn. Không ngừng xoay chuyển. Lâm Nhất tự luyện Long Hổ Quyền, biết phòng ngự của Tàng Long Ngọa Hổ và uy lực của Phục Ma Ấn đáng sợ nhường nào. Hắn không liều mạng chống lại, hai tay duỗi ra, chân phải hơi cong lên giống như chim én uống nước, kiếm thế như sóng biển cuộn trào biến mất, kiếm thế mênh mang đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt, yếu đến mức không cảm nhận được, tựa như tiếng mưa rơi, giống như gió xuân thổi qua mặt nước, như nước mùa thu chậm chậm trôi. Chương 976 người thua rồi. Lúc trước là tàng long ngọa hổ mạnh nhất rồi lại đến phục ma ấn vô song, Bạch Du vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng những đòn tấn công liên tục của hắn ta như đánh vào bông, có lực mà không phát huy được. Bất giác, 10 chiêu đã được thi triển. 3 chiêu đánh bại Lâm Nhất cũng dần trở thành một trò cười. Sắc mặt tất cả người của Huyền Thiên Tông đều trở nên căng thẳng. Bọn họ theo dõi sát sao tình hình trận chiến. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng Bạch Du mau chóng kết thúc trận chiến, không tiếp tục kéo dài nữa. Long hổ quyền trong tay Bạch Du được thể hiện một cách xuất thần nhập hóa, như rồng như hổ, đòn tấn công cuồng bạo vô song. Mỗi chiêu mỗi thức đều khiến lòng người khiếp sợ. Nhưng chưa một lần đánh trúng Lâm Nhất, trong kiếm thế quái dị vô hình, hắn ta còn không thấy nổi bóng dáng Lâm Nhất. Tên kiếm nô đáng ghét. Chỉ biết trốn đông trốn tây. Trong cơn thịnh nộ, Bạch Du không nhận ra có luồng kiếm ý như gió xuân hóa thành mưa, lặng lẽ từng chút tràn vào cơ thể mình. Phòng ngự cường hãn cũng không có chút tác dụng nào. Hắn ta vẫn điên cuồng đánh, cảm thấy mình đang chiếm lợi thế, đối thủ chỉ biết chạy lung tung. Nhưng Lâm Nhất thật sự chỉ đang chạy thôi sao? Thân hình hắn như một dòng suối nhỏ, nước chảy mây trôi. Kiếm như hoa rơi, nhấp nhô theo sóng biển. Một chiếc lá rơi trong biển mưa, hoa tự bay, nước tự chảy. Bạch Du lúc đầu không dừng lại, nhưng sau hơn 10 chiêu, kiếm kình trong cơ thể lan khắp tứ chi bách hài, không ngừng tụ lại giống như trăm sông hợp nhất. Khi hắn ta bừng tỉnh phát hiện thì kiếm ý lan ra khắp nơi đã dâng lên như sông, không thể mặc kệ cũng không thể ngăn lại. Bù! Lâm Nhất nhẹ nhàng đáp xuống. Vững vàng đứng trên mặt đất, tay áo dài như mây, trở tay một cái, văn ti trên thân kiếm hợp lại, cuối cùng kiếm cũng về lại vỏ. Ngươi thua rồi. Tiếng kiếm đút vào vỏ vang lên, vẻ mặt Lâm Nhất không chút dao động, hắn nhẹ giọng nói. Phụt. Lời vừa dứt, vẻ mặt Bạch Du thay đổi liên tục rồi chợt phụt ra một ngụm máu. Tiếng rồng gầm hổ thét dừng lại, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đây là kiếm pháp gì chứ? Sắc mặt Bạch Du tái nhợt đáng sợ, trong mắt hắn ta là vẻ không cam, gian nan lên tiếng hỏi. Kiếm pháp hạng ba mà thôi,
nhưng cũng quá đủ để đánh bại ngươi, dù sao, ngươi còn chẳng bằng hạng ba. Lâm Nhất nói xong thì xoay người đi, chẳng thèm nhìn Bạch Du. Chát! Cái tát không tiếng động nhưng lại như vang lên giòn giã, Bạch Du chỉ cảm thấy mặt nóng ran. Lúc trước hắn ta cười kiếm pháp của Lăng Tiêu Kiếm Các đều là hạng ba vớ vẩn, nhưng sau khi thất bại thảm hại thì đã bị Lâm Nhất trả lại nguyên vẹn. Không có gì đáng xấu hổ hơn chuyện này. Chương 977 ngươi chán sống rồi. Sắc mặt trưởng lão và đệ tử của Huyền Thiên Tông cực kỳ khó coi, không cười nổi nữa. Đặc biệt là Vương Hàn nói ba chiêu đánh bại Lâm Nhất lại càng khó chịu như ăn phải phân. Tay phải Hân Nghiên chống cằm, đôi mắt sóng nước nhìn về phía Lâm Nhất, khóe miệng hơi nhếch lên vẽ ra một đường vòng cung trên khuôn mặt quyến rũ, cười tươi như hoa, nhưng còn động lòng người hơn hoa. Ngươi chán sống rồi. Bạch Du cực kỳ tức giận, câu nói, ngươi còn chẳng bằng hạng ba, của Lâm Nhất khiến hắn ta chịu kích thích rất lớn, khiến hắn ta không kiềm chế được cơn giận. Hắn ta hoàn toàn quên mất lời khiêu khích lúc đầu của mình, công khai mắng Lâm Nhất là kiếm nô trước mặt mọi người. Tiếng hô kinh ngạc vang lên, Bạch Du gầm thét, vung một quyền về phía sau gáy Lâm Nhất. Một quyền này mang theo uy lực cực lớn, đánh thẳng vào chỗ chí mạng, không chút lưu tình. Nếu bị đánh trúng thì hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng không ngờ ai tới, Lâm Nhất nhanh như chớp xoay người tránh đi. Thiếu niên nhìn như dễ dãi, giữa hai lông mày lóe lên một tia sát khí kinh người, lạnh đến mức khiến người ta không khỏi rùng mình. Lực lượng long tượng trên người hắn lan khắp, thánh âm vang lên, như chiến đỉnh cổ xưa phát ra tiếng động lớn. Năm ngón tay siết lại thành nắm đấm, đánh ra như chớp. Đánh xong một quyền hắn lại rụt tay về đứng thẳng người, quyền mang của Bạch Du chỉ còn cách trán Lâm Nhất chưa đến nửa tấc, nhưng khoảng cách nửa tấc lại như rãnh trời, không thể vượt qua. Bởi vì trước ngực hắn ta xuất hiện một đạo quyền ấn. Ban đầu, quyền ấn này chỉ nông bề ngoài, sau đó sâu dần như có sức mạnh vô hình không ngừng chạy xuyên sâu vào. Trong vẻ mặt lãnh đạm của Lâm Nhất, quyền ấn này một tấc, hai tấc, ba tấc không ngừng tăng vọt. Cuối cùng nó hoàn toàn xuyên qua cả lồng ngực của Bạch Du, máu tươi bắn ra tung tóe, quyền hình trống rỗng chợt xuất hiện. Ta nói rồi, đừng thăm dò tính tình của ta, ngươi sẽ hối hận đấy. Lời này vừa dứt, Bạch Du bay ngược ra ngoài dưới sức lực đáng gờm ẩn chứa trong quyền mang, máu tươi bắn ra như hoa nở, hắn ta ngã gục xuống đất như bao cát. Tiếng sấm vang lên ở nơi yên lặng, hoa nở rộ ở chốn không màu. Lúc này, đại điện Quỳnh Đài im lặng như tờ, tất cả những người nhìn thấy cảnh này trong lòng đều như có tiếng sấm nổ rền vang, ai cũng sững sờ, ngây người xuất thần, không nói lời nào. Kết cục không ai ngờ tới, đến một cách đột ngột khiến người ta có phần chưa tiếp nhận kịp. Một giây trước mọi người còn đang lo lắng cho Lâm Nhất, nhưng trong nháy mắt họ đã thấy trước ngực Bạch Du có một lỗ máu kinh hoàng, sau đó hắn ta bay ngược ra ngoài. Cái lỗ trước ngực hoàn toàn bị đâm thủng. Có thể nhìn thấy rõ nội tạng bị tổn thương, cực kỳ đáng sợ. Sư đệ, trưởng lão đầu chọc mặc áo cà sa của Huyền Thiên Tông và đệ tử nòng cốt Hàn Cương sắc mặt thay đổi đáng kể, thoáng chốc tới bên cạnh Bạch Du, kiểm tra thương thế cho hắn ta. Một quyền này đáng sợ quá, hình như là long tượng chiến thể quyết của Hỗn Nguyên môn nhỉ. Chương 978 hắn ta còn chẳng bằng hạng ba. Đúng là lực lượng long tượng. Hơn nữa còn mạnh hơn rất nhiều so với Trần Nham. Thảm thật, Bạch Du đúng là ác giả ác báo, nếu không đánh lén Lâm Nhất thì chắc cũng không rơi vào kết cục này. Cho dù cứu được, ta nghĩ chắc cũng phế rồi, quyền cuối của Lâm Nhất quá mạnh. Nếu hắn không cố ý chệch vị trí tim đi vài phân thì lúc này Bạch Du đã chết. Tiểu tử này ghê gớm thật, kiếm pháp cao thâm khó lường không nói, còn có cả long tượng chiến thể quyết của Hỗn Nguyên môn. Một tên kiếm nô thôi mà có thể khiến cho ngôi sao đang nổi của Huyền Thiên Tông không thể trở tay. Sau khi mọi người bừng tỉnh thì liên tục cảm khái, ánh mắt nhìn Lâm Nhất rất phức tạp. Nghĩ đến lời Bạch Du nói với Lâm Nhất lúc thách đấu, mọi người lại tặc lưỡi cảm thán. Dám mắng người ta là kiếm nô, cuối cùng bản thân lại thành trò cười, Lâm Nhất nói đúng, hắn ta còn chẳng bằng hạng ba. Cao ngạo thách đấu rồi lại rơi vào kết cục này. Không biết trưởng lão đứng sau chủ mưu của Huyền Thiên Tông lúc này đang nghĩ thế nào. Phía Lăng Tiêu Kiếm Các,
sắc mặt Lạc Phong trưởng lão luôn khó coi, cuối cùng cũng hiện lên ý cười. Trong mắt ông hiện lên tia vui mừng nhẹ nhõm, tuy Bạch Du là ngôi sao đang lên, không thể so sánh với tứ đại cao thủ tầng lớp thứ ba, nhưng dẫu sao cũng là thiên kiêu yêu nghiệt được Huyền Thiên Tông chú trọng đào tạo, Lâm Nhất thắng một cách nhanh gọn như vậy thực sự đã chút giận cho Lăng Tiêu Kiếm Các. Còn là một cục tức cực kỳ lớn. Phía Thần Sách Doanh, trong mắt Liễu Nguyệt và Nhạc Thanh đều hiện lên vẻ ngỡ ngàng, thảng thốt. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới sẽ có kết cục này, Bạch Du không chỉ không dẫm được lên Lâm Nhất mà ngược lại còn khiến Lâm Nhất nổi danh lần nữa. Tên Bạch Du này khẩu khí lớn như thế, ta còn tưởng hắn có bản lĩnh, ai ngờ lại là một tên vô dụng. Nhạc Thanh lạnh mặt, trầm giọng bảo, đại tiểu thư đừng nóng ruột, lát nữa ta đích thân ra tay sẽ cho hắn biết thế nào là lợi hại. Liễu Nguyệt cười lạnh lùng, nghiến răng, ta không vội, cứ để hắn nhảy nhót trước đã, đợi hắn nhảy cao rồi chúng ta một trưởng đánh chết hắn mới sướng. Ở chính giữa đại điện, Huyền Võ và trưởng lão đầu chọc đang dìu Bạch Du, sắc mặt dần trở nên cực kỳ khó coi. Một quyền này của Lâm Nhất quá tàn nhẫn, nhìn như không giết Bạch Du, nhưng uy lực của quyền này lại khiến lục phủ ngũ tạng của hắn ta nổ tung. Kiếm kình âm hàn ẩn chứa bên trong càng khiến kinh mạch trên người hắn ta đảo lộn hết. Nếu không có linh dược đặc biệt thì sau này Bạch Du không thể tu luyện được nữa, đồng nghĩa với việc đã bị phế bỏ. Chết tiệt, tên kiếm nô này sao lại hung ác thế chứ? Phế sư đệ của ta thấy ngươi chán sống rồi. Hàn Cương càng nghĩ càng tức, sự phẫn nộ tích tụ trong lòng bộc phát. Lời còn chưa dứt, hắn ta đã giơ tay đánh một quyền về phía Lâm Nhất. Bùm! Chương 979 xôn xao. Cú đấm này vừa nhanh vừa ác, đại điện Quỳnh Đài cũng bắt đầu rung lên, chỉ khí thế đã khiến Lâm Nhất phải lùi về sau mấy bước. Lúc này tu vi Huyền Võ tầng 10 cao thủ thuộc tầng lớp thứ 2 của Hàn Cương được thể hiện ra hết. Nhưng thân pháp của Lâm Nhất rất lợi hại, kim ô ấn sau lưng phát ra ánh sáng nhàn nhạt, người nhảy lên tựa như kim ô tung cánh, nhẹ nhàng tránh sang một bên. Thân pháp tuyệt diệu khiến rất nhiều người đang có mặt sáng mắt lên, thầm khen một tiếng. Vụt! Khi Hàn Cương muốn tiến lên một lần nữa, phía sau chợt có một bóng người lóe lên, sau đó đứng lại trước mặt Lâm Nhất. Người đó đẩy tay về phía trước, chân nguyên cuồn cuộn xuất hiện. Dùng một trưởng phá tan quyền mang của đối phương. Người đó chính là Hân Tuyệt của Lăng Tiêu Kiếm Các, y là đệ tử bảng thiên của Kiếm Các, đương nhiên không thể ngồi nhìn đối phương đả thương Lâm Nhất được. Hân Tuyệt lạnh lùng giễu cợt, Hàn Cương, ngươi là đệ tử cốt cán của Huyền Thiên Tông lại đi ra tay với tiểu sư đệ của ta. Huyền Thiên Tông đều là mấy kẻ vô sỉ như ngươi à? Có bản lĩnh thì ra tay với ta đi. Ngươi nghĩ mình là ai, tránh sang một bên. Hôm nay ta phải giết chết tiểu tử này. Nghe thấy Hân Tuyệt mắng Huyền Thiên Tông là một đám người vô sỉ, trưởng lão đầu chọc xa sầm mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác, lạnh lẽo đến mức khiến người ta khiếp sợ. Bạch Du là học trò cưng của ông ta rất coi trọng Bạch Du, định 3 năm sau sẽ để hắn ta đại diện tông môn xuất chiến ở Long Môn tranh tài. Tiệc công chúa Quỳnh Đài chỉ để hắn ta mở mang tầm mắt, tiện thể tìm một tảng đá lót đường. Nhưng không ngờ lại bị Lâm Nhất phế, có thể tưởng tượng được ông ta tức giận đến mức nào. Đủ rồi. Công chúa Phượng Hoa hừ lạnh một tiếng, khí thế lạnh như băng tản ra, khiến tất cả mọi người trong đại điện đều phải run rẩy. Công chúa Phượng Hoa lạnh lùng nhìn trưởng lão đầu chọc, chẳng lẽ Huyền Thiên Tông không phục? Đệ tử của ông ra tay đánh lén thất bại, ông đường đường là trưởng lão, còn muốn giết chết một hậu bối của tông môn ngay trước mặt bản công chúa à? Mọi người thầm giễu cợt, Huyền Thiên Tông này xưng là tông môn đứng đầu Đại Tần Đế Quốc, trước giờ vinh váo hống hách, vô cùng kiêu ngạo. Trong trận đấu hôm nay vừa thiệt về người vừa mất thể diện, đủ để người ta cười nhạo một khoảng thời gian dài. Trưởng lão đầu chọc nghiến răng nghiến lợi, trầm giọng nói, công chúa nói đúng, tại hạ lỗ mãng rồi. Nói xong, ông ta im lặng ôm Bạch Du lui xuống. Tiểu sư đệ, chúng ta cũng đi thôi. Hân Tuyệt thấy thế cũng không dây dưa nữa, muốn dẫn theo Lâm Nhất lui xuống. Hân Tuyệt, ngươi đừng đi, người ta vẫn luôn đồn ngươi là người mạnh nhất chỉ thua Bát công tử trong tầng lớp thứ 2. Ta thấy đó cũng chỉ là hư danh mà thôi, ngươi dám đấu một trận với ta không?
Hàn Cương lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của Hân Tuyệt, gằn từng chữ. Xôn xao. Giọng nói của hắn ta không to, nhưng vừa nói xong, trong ngoài đại điện lập tức vang lên tiếng bàn tán. Chương 980 hàng ma quyền sao? Tiệc sinh nhật của công chúa Phượng Hoa, nhân vật chính ra trận bình thường đều là thiên tài của tầng lớp thứ 3 hoặc nhân tài mới xuất hiện của các tông môn lớn. Còn cấp bậc như Hàn Cương và Hân Tuyệt đã coi như cao thủ đứng sau bát công tử, bọn họ không cần đề cao tên tuổi nữa. Đến cấp bậc của bọn họ, trừ khi có kẻ thù mấy trăm năm như Hỗn Nguyên Môn và Lăng Tiêu Kiếm Các, nếu không gần như sẽ không ra tay. Võ đài thật sự của bọn họ chính là Long Môn tranh tài, đến dự tiệc sinh nhật của công chúa cũng chỉ là nể mặt mà thôi. Thú vị, không ngờ Bạch Du bị phế lại dẫn đến cuộc chiến trước thời hạn của hai cao thủ của tầng lớp thứ hai. Ta còn tưởng phải đợi đến cuối mới có thể nhìn thấy Hân Tuyệt đại chiến với Chu Thái của Hỗn Nguyên Môn, không ngờ Hân Tuyệt và Hàn Cương lại có mâu thuẫn. Hai người họ cũng xem như cao thủ hiếm có trong tầng lớp thứ hai. Không biết cuối cùng ai sẽ là người chiến thắng đây. Mọi người bàn tán sôi nổi, trong mắt đầy vẻ chờ mong, dù sao cũng là hai thiên tài huyền võ tầng 10 giao thủ mà, cao cấp hơn mấy người Lâm Nhất và Hân Nghiên trước đó rất nhiều. Nếu bọn họ giao thủ, chắc chắn vô cùng đặc sắc. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Hân Tuyệt xoay người, trầm giọng nói, nếu ngươi muốn đánh thì ta sẽ tiếp. Có phải chỉ là hư danh hay không, ngươi sẽ biết nhanh thôi. Lâm Nhất đã ngồi vào chỗ hơi sáng mắt lên, Hân Tuyệt sư huynh muốn ra tay sao? Hắn vẫn luôn hiểu thực lực của Hân Tuyệt sư huynh lợi hại ra sao, cũng biết sự chênh lệch của mình và đệ tử Bảng Thiên, bát công tử đế đô lớn đến mức nào. Hắn có thể học hỏi được rất nhiều từ trận chiến này. Nó sẽ có tác dụng rất lớn với mình. Lâm Nhất nhìn qua Hân Nghiên sư tỷ, trên mặt cô cũng không có chút lo lắng nào, rõ ràng là rất tự tin với ca ca của mình. Khi nãy tiểu sư đệ cũng rất lợi hại. Hân Nghiên phát hiện Lâm Nhất nhìn mình, cô nhìn sang cười nói, ngươi không cần lo lắng về thực lực của ca ca ta, huynh ấy dư sức đánh bại Hàn Cương này. Long Môn tranh tài cuối năm, huynh ấy là người phải giành hạng nhất. Nhắc tới Long Môn tranh tài, trong mắt Hân Nghiên lộ vẻ kiên định, không cho phép nghi ngờ. Để ta xem thử ngươi đáng để ta sử dụng mấy phần lực. Hàn Cương thét lên một tiếng. Trên người liên tục có kim quang lóe lên, Phật uy mạnh mẽ bá đạo kết hợp với thân thể cao lớn và ánh mắt giận dữ của hắn ta, nhìn chẳng khác nào Phật Môn Kim Cương đi ra từ trong tranh. Hắn ta đấm ra một quyền tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh, Phật uy oai nghiêm, sấm chớp cuồng nộ, khí thế hung ác, thật sự như kim cương tại thế. Hàng ma quyền sao? Hân Tuyệt nhẹ giọng nói, ngươi xem trọng ta thật, nhưng hàng ma quyền với chút uy lực thế này. Đừng tự khiến mình mất mặt trước mặt ta nữa. Oanh! Trên người Hân Tuyệt có tử quang tản ra, phát ra tiếng nổ đùng đùng, sau lưng có tiếng sấm không ngừng vang lên. Vào khoảnh khắc rút kiếm ra khỏi vỏ, người y bắt đầu trở nên mơ hồ, lao nhanh về phía trước như một tia điện quang chói mắt. Kinh lôi kiếm pháp! Trước mắt Lâm Nhất sáng lên, hắn nhận ra đây là một trong 7 kiếm pháp siêu phẩm của Lăng Tiêu Kiếm Các. Kiếm pháp này uy lực đáng sợ. Không thua gì Thủy Nguyệt kiếm pháp, chỉ là nó không phù hợp với thuộc tính băng của Tử Diên kiếm quyết. Chương 981 kinh lôi phá. Nếu đã là kiếm pháp linh cấp siêu phẩm thì uy lực sẽ không chênh lệch nhau, mạnh hay yếu là do người sử dụng nó. Cũng giống như Lâm Nhất và Đường Thông, cả hai cùng luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp, nhưng hiệu quả lại khác nhau một trời một vực. Chân nguyên sao động, trung tâm đại điện bị điện quang chớp lóe và Phật uy cuồng bạo màu vàng bao phủ. Cả hai không ngừng va chạm. Một kiếm một quyền còn chưa chính thức giao chiến, nhưng chỉ khí thế đã khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Ầm, ầm, ầm. Đến khi hai người chính thức giao thủ, quyền kiếm tới lui, hàng ma quyền và kinh lôi kiếm pháp tỉ thí với nhau, cả hai không ai nhường ai, mỗi lần va chạm đều như một đòn đánh mạnh lên trái tim người xem. Tu vi huyền võ tầng 10 vô cùng đáng sợ. Khiến hậu bối của các tông môn lớn và cao thủ tầng lớp thứ 3 đều cực kỳ căng thẳng. Lâm Nhất biết mình thật sự có chênh lệch rất lớn với những người này, sự chênh lệch cách một tầng lớp thể hiện rất rõ ràng. Sắc mặt mấy người của Huyền Thiên Tông rất nặng nề, bọn họ không thể thua trong trận chiến này được. Bạch Du đã thua thảm hại dưới tay Lâm Nhất,
khiến Huyền Thiên Tông mất hết mặt mũi, nếu trận chiến này lại thua, bọn họ thật sự không còn mặt mũi quay về tông môn nữa. Trưởng lão đầu chọc nhìn Bạch Du bị thương nặng, sắc mặt u ám, ông ta lạnh lùng nói, yên tâm đi, chắc chắn Hàn Cương sẽ không thua đâu. Khí thế trong lời nói của ông ta khiến người khác không thể nghi ngờ. Giọng điệu tự tin của trưởng lão đầu chọc khiến mọi người hơi ngạc nhiên, rốt cuộc Hàn Cương này có lá bài tẩy gì mà ông ta tự tin thế? Trung tâm đại điện. Hàn Cương liên tục đánh ra 10 hàng ma quyền, mỗi cú đấm đều có uy lực đáng sợ. Hắn ta như biến thành Phật Môn Kim Cương, không giận vẫn tự uy, dẫn lên kinh thiên động địa, trên người như được kim quang bao phủ. Đáng tiếc dường như Hân Tuyệt còn chưa sử dụng toàn lực đã dễ dàng ngăn cản quyền mang của hắn ta. Trong tiếng sấm thét gào, kinh lôi kiếm pháp dùng tốc độ đối kháng với sức mạnh, chiêu kiếm sau nhanh hơn chiêu kiếm trước, mỗi một kiếm đều giống như tia chớp đánh xuống. Hai người tỉ thí 10 chiêu, dòng khí đáng sợ xuất hiện rồi trở nên sao động, khiến mọi người vô cùng khiếp sợ. Bịch! Người Hàn Cương lóe lên, hắn ta lùi về phía sau. Lạnh lùng nói, có thể đỡ được 10 quyền của ta, ngươi cũng đáng để ta nghiêm túc rồi. Trong mắt Hân Tuyệt lóe lên ánh sáng sắc bén, y nói, nghiêm túc. Nghiêm túc một chút cũng được, nếu không nghiêm túc, ta e rằng người sẽ phải bỏ mạng dưới chiêu kiếm này của ta đấy. Kinh lôi phá. Hân Tuyệt không nói nhiều thêm, y tiến lên một bước, sau bước chân này, cả người y bị điện quang màu tím bao phủ, đắm chìm trong điện quang. Kiếm thế sinh ra tràn ngập trong không khí tạo thành tia lửa điện kêu lách tách. Cổ tay y khẽ run lên, kiếm quang chói mắt xuất hiện trong điện quang chớp lóe, mang theo uy thế chấn động lòng người. Giống như một tia chớp xuyên qua mây xanh, từ trên trời rơi xuống. Xẹt 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 xẹt. Kiếm mang màu tím bổ đôi từng tầng mây mù, lao về phía Hàn Cương với một khí thế cực kỳ hung hãn. Trong nháy mắt, ngoài kiếm quang này ra, trung tâm của đại điện Quỳnh Đài chỉ còn một màu đen kịt, khiến người ta trợn mắt há mồm. Kinh lôi kiếm pháp quá kinh khủng. Chương 982 ngây thơ. E rằng kinh lôi kiếm pháp này đã sắp đến viên mãn đỉnh phong rồi, không hổ là kiếm pháp linh cấp siêu phẩm. Uy thế còn mạnh hơn uy thế của rất nhiều trưởng lão cảnh giới tử phủ. Tiếng hô ngạc hiên vang lên khắp xung quanh, Lâm Nhất cũng hơi ngạc hiên. Thủy Nguyệt kiếm pháp của mình không thua kém gì đối phương, tiếc là tu vi chênh lệch quá nhiều, không có đủ chân nguyên hùng hậu kết hợp, cho nên sức mạnh cũng chênh lệch nhau nhiều. Bây giờ Lâm Nhất mới thầm thấy vui mừng, mình không chọn kinh lôi kiếm pháp này thật sự là một sự lựa chọn chính xác. Với tu vi của hắn, dù khả năng lĩnh ngộ có mạnh hơn nữa, e rằng cũng không có được uy lực đáng sợ như thế, còn Thủy Nguyệt kiếm pháp thì hoàn toàn khác. Quá yếu. Hàn Cương âm thầm tích lũy chân nguyên, nhưng ngoài miệng lại nói như thế. Đến khi kiếm mang sắp chém tới, hắn ta hơi cong chân tựa như một ngọn núi nguy nga bất động. Sau đó, hắn ta đánh ra một quyền. Keng! Quyền kiếm va chạm với nhau tạo thành tiếng vang lanh lảnh, kiếm mang chứa đựng tia chớp màu tím kia dường như mơ hồ xuất hiện vết nứt. Có điều kiếm thế vẫn còn đó, tiếng sấm rung trời vang vọng trên không trung. Không chút nương tay đánh xuống. Sắc mặt Hàn Cương cũng trở nên u ám, hắn ta chợt hét lên một tiếng, cơn giận của hàng ma. Trong người hắn ta truyền đến tiếng vang động trời, Phật uy như núi lửa bùng nổ bốc cháy trên người hắn ta, tạo thành ngọn lửa cao tận trời. Rắc! Hắn lấy thân làm núi, thiêu đốt Phật uy, khiến kiếm áp đang chém xuống hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng một kiếm này cũng đã ép Hàn Cương phải sử dụng lá bài tẩy. Thiêu đốt Phật uy. Lâm Nhất nhìn Hàn Cương bị ngọn lửa bao phủ, mang theo khí thế chấn động lòng người trước mắt, trong lòng hơi rung động. Gốc gác của Huyền Thiên Tông đúng là đáng sợ, ngoài Long Hổ Quyền, thì ra còn có nhiều bí thuật như thế. Ta vốn định đợi tới Long Môn tranh tài cuối năm mới sử dụng bí thuật này, Hân Tuyệt, người có thể ép ta đến mức này, đã đủ tự hào chưa? Sau khi đánh một quyền ép Hân Tuyệt phải lùi lại, Hàn Cương khí thế bừng bừng lao đến tấn công. Trong nháy mắt, mấy chục quyền mang tựa như mưa rền gió dữ lao về phía Hân Tuyệt. Hân Tuyệt cầm kiếm trong tay, chưa từng lùi bước, kiếm tựa tia chớp. Trong điện mang dao động có thể nhìn thấy thấp thoáng một con du long đang bay lượn, tạo ra gợn sóng đáng sợ. Hàng ma chạm, Hân Tuyệt,
chịu thua đi. Trong tiếng hét điên cuồng, Hàn Cương giẫm nứt mặt đất, sau đó bay lên trời. Hắn ta nâng tay đánh một quyền, ngọn lửa Phật uy đang cháy mạnh trên người ngưng tụ thành một pháp khí kinh khủng, gậy kim cương hàng ma. Trên pháp khí có từng vòng kinh văn chi chít quấn quanh, kim quang bao phủ. Trong lúc chuyển động còn có tiếng Phật vang lên, khiến người ta phải khiếp sợ, làm cho tâm trạng bất an, cực kỳ khó chịu. Hàn Cương rất tự tin với cú đấm này, trong lúc giao thủ với trưởng bối ở tông môn, hắn ta từng dùng chiêu này đánh lui một trưởng lão cảnh giới tử phủ, Phật uy liệt diễm, kim cương hàng ma, chảm. Ngây thơ! Hân Tuyệt hừ lạnh một tiếng, Du Long vốn bay lượn trong kiếm thế đột nhiên phát sáng, gần như ngưng tụ thành hình. Chương 983 hàng ma chảo. Trông nó tựa như một con cuồng long lôi điện, vừa dữ tợn vừa đáng sợ, còn đang không ngừng gào thét. Trời cao sấm dậy, kiếm hóa Du Long. Hân Tuyệt vừa dứt lời, cuồng long lôi điện này hấp thụ chân nguyên nên không ngừng dài ra. Nó vờn quanh người Hân Tuyệt, trên thân thể bắt đầu xuất hiện vảy rồng chằng chịt, vuốt rồng cũng xuất hiện, trên đầu còn mọc ra một cái sừng, đôi mắt trong veo có hồn. Tiếng rồng ngâm vang lên kèm theo kiếm thế mạnh mẽ, ngăn chặn pháp khí kinh khủng ngưng tụ từ quyền mang liệt diễm kia. Đây là thực lực của người có thể sánh với cấp công tử sao? Quá đáng sợ! Thực lực của Hân Tuyệt và Hàn Cương đã đáng sợ như thế, vậy thực lực của bát công tử sẽ mạnh đến mức nào? Thật sự quá mạnh, chẳng trách trong tiệc công chúa trước đây, đa số những tồn tại cấp bậc này đều không thật sự ra tay. Chỉ có Long Môn tranh tài mới là võ đài chân chính của bọn họ. Dị tượng đáng sợ của hai sát chiêu khiến đệ tử của các tông môn lớn kinh hồn bạt vía, có cảm giác không thể địch nổi. Quả thật không thể tưởng tượng được tu vi huyền võ tầng 10 có thể phát ra uy lực đáng sợ như vậy. Mọi người nhìn chằm chằm trung tâm đại điện, sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Mọi người đều nôn nóng muốn biết ai sẽ là người chiến thắng trong trận đấu này. Khi hai sát chiêu thật sự va vào nhau, tiếng vang phát ra khiến cả đại điện Quỳnh Đài đều hơi chấn động. Giác! Dưới sự công phá của cuồng long lôi điện, pháp khí Phật môn kia của Hàn Cương hơi nứt ra, một khắc sau, khe nứt không ngừng to hơn, có dấu hiệu sắp vỡ nát. Hàng ma chảo! Hàn Cương thầm mắng một tiếng, trong mắt có ánh sáng lạnh lóe lên, quyền mang tan đi, hắn ta giương năm ngón tay xuất hiện móng vuốt cực kỳ sắc bén. Khí thế trên người hắn ta đột nhiên thay đổi, móng vuốt tràn ngập Phật quang, hung ác nắm lấy cổ của cuồng long lôi điện. Gào! Bị móng vuốt nắm lấy cổ, lôi long phát ra tiếng gào đau đớn, tiếng rít gào vang lên từ trong lôi điện khiến người ta sợ hãi không thôi. Phá! Trong tiếng gào của cuồng long, Hàn Cương giơ cả hai tay ra, bóp vỡ Du Long lôi điện thành vô số điện quang. Nỏ mạnh hết đà, phá thì có sao, nửa chiêu tàn long vẫn có thể đánh bại được ngươi. Hân Tuyệt lạnh lùng nói, mái tóc dài tung bay, y chém tới một kiếm, trong kiếm thế tàn long, một tia điện quang lao nhanh như chớp về phía Hàn Cương. Hàn Cương phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài, Hân Tuyệt lui về sau ba bước, cất kiếm vào trong vỏ. Chương 984 người thật biết chọn người. Y lạnh lùng nhìn đối phương, ngươi thua rồi. Sắc mặt Hàn Cương hơi tái, hắn ta muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng kiếm kình sót lại trước ngực vẫn tràn ngập điện quang mờ mờ, cơ thể hắn ta cũng hơi cứng đờ. Hàn Cương, quay lại trước đã. Sắc mặt trưởng lão đầu chọc vô cùng khó coi, ông ta gọi Hàn Cương về, hừ lạnh, bây giờ thắng thì sao chứ, có thể thắng trên Long Môn tranh tài mới xem như người thắng thật sự. Trong mắt Hân Tuyệt có ánh sáng lóe lên, y thách thức, vậy cứ đợi mà xem, nhưng trước giờ Hàn Cương chưa từng là đối thủ của ta. Vân Chân công tử và Lưu Thương công tử của Quý Tông Môn mới là đối thủ thật sự của ta. Lời này của y lại dẫn tới tiếng xôn xao bàn tán. Chẳng lẽ Hân Nghiên này vẫn chưa sử dụng toàn lực? Rất có khả năng đó, với địa vị của hắn ở kiếm các chắc chắn từng tu luyện bí thuật. Từ đầu đến cuối hắn chỉ từng sử dụng kinh lôi kiếm pháp, còn Hàn Cương lại bị ép phải sử dụng cả lá bài tẩy. Xem ra không thể khinh thường Lăng Tiêu kiếm các được, Long Môn tranh tài cuối năm có tuyển thủ mạnh như Hân Tuyệt, 3 năm sau lại có 2 tên yêu nghiệt là Lâm Nhất và Bạch Lê Hiên. Trên mặt Lạc Phong trưởng lão hiện lên ý cười nhạt,
Lâm Nhất và Hân Tuyệt đều biểu hiện rất tốt, cuối cùng cũng lấy lại thể diện cho kiếm các rồi. Trận chiến này Hân Tuyệt của Lăng Tiêu kiếm các chiến thắng. Công chúa Phượng Hoa nhẹ giọng nói một câu, Hân Tuyệt chắp tay trở về chỗ ngồi. Trận chiến này quá kịch liệt, sau khi kết thúc, bầu không khí trong đại điện vẫn chưa trở lại bình thường được. Một lúc lâu sau đó mới có một người bay xuống, khí chất không tầm thường, tay cầm một cây trường thương, vững vàng đứng thẳng. Là hắn ta. Lâm Nhất thấy người này hơi quen mắt, sau đó lập tức nhớ ra hắn ta là Lâm Lam của tông tộc Lâm Thị, ngày đó trong nhiệm vụ hộ tống Bạch Thu Thủy, hắn ta từng thua mình. Hai người cũng có chút thù oán, nhưng nếu không gặp lại người này thì Lâm Nhất đã quên sạch rồi. Trong mắt Tần Thiên của học phủ Tào Kiệt lộ vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ tên này định ra tay với Lâm Nhất à? Chắc hắn ta không to gan thế đâu nhỉ? Tả Vân của Hỗn Nguyên Môn, có dám đấu với ta một trận không? Lâm Lam đảo mắt, nhìn về phía Tả Vân trong Hỗn Nguyên Môn. Nhìn thấy Bạch Du vừa thua thê thảm, đương nhiên hắn ta không dám gây chuyện với Lâm Nhất nữa, nhưng dù sao cũng phải lộ diện trong tiệc công chúa. Trong những nhân tài mới xuất hiện, Lâm Nhất khó đối phó, Bạch Du đã bị phế, Tư Tuyết Y cũng không dễ giải quyết. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Tả Vân là dễ bắt nạt thôi. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ ngạc nhiên, hắn còn tưởng Lâm Lam sẽ khiêu chiến mình, không ngờ hắn ta lại khiêu chiến Tả Vân. Thú vị thật, nhưng lợi dụng cơ hội này thăm dò thực lực của Tả Vân bây giờ cũng được. Vẻ mặt Tả Vân không chút cảm xúc, hắn ta đứng lên nói, người thật biết chọn người. Lâm Lam bật cười, sau đó quát to, bớt nói nhảm, mau ứng chiến đi, để xem ta phá giải long tượng chiến thể quyết của Hỗn Nguyên Môn ngươi như thế nào. Chương 985 Lâm Lam thua rồi. Hắn ta có cuồng mãng thương pháp, đại khai đại hợp, mạnh mẽ bá đạo, kết hợp với yên thủy quyết của Lâm gia, khí tức liên miên, có thể kéo dài trận chiến. Cho nên hắn ta rất tự tin rằng mình có thể đánh bại long tượng chiến thể quyết. Hỗn Nguyên Môn cũng là một trong tứ đại tông môn, nhân tài có thể chiến thắng người của đối phương chắc chắn sẽ được nêu cao tên tuổi ở Đại Tần. E rằng ngươi sẽ phải thất vọng. Vì ta sẽ không cho ngươi cơ hội ra tay với ta. Tả Vân bay xuống, đao rời khỏi vỏ, đao ý sông tận mây xanh. Tựa như dao long bay lên từ trong sông băng vạn dặm, đạo ý mạnh mẽ khiến người xung quanh cảm thấy chói mắt. Đao ý mạnh quá. Đao này nhanh thật đấy, ta suýt thì không nhìn rõ. Giữa những tiếng cảm thán, trong mắt Lâm Lam thoáng qua tia thẳng thốt. Hắn ta vừa mới thấy Tả Vân rút đao mà chớp mắt đã không thấy bóng dáng đối phương đâu nữa. Đến khi hoàn hồn thì một tia đao quang đã xuất hiện ngay trước mặt, hắn ta chợt hoảng loạn vội vàng giơ thương lên để đỡ. Bịch, bịch, bịch. Khí tức cùng nước sông lạnh lẽo hóa thành một đạo đao quang nối dài liên tục, bao vây Lâm Lam rồi liên tục chém ra. Trong đao quang mênh mông, chỉ thấy nước sông dâng trào. Tiếng đao rung vang lên tứ phía nhưng không thể thấy rõ bóng dáng Tả Vân. Hàn Giang đao pháp xuất thần nhập hóa, phối hợp với đao ý cuồng bạo trên người, hắn ta ép Lâm Lam không còn sức trở mình. Uy lực của thương pháp ngông cuồng nhưng lại không phát huy ra được, chỉ có thể bị động đánh trả và phòng thủ. Phút 10 chiêu qua đi, khí lưu hỗn loạn, Tả Vân cất đao về vỏ, ngồi lại vị trí. Hắn ta đặt bảo đao lên bàn. Nâng chén rượu lên, nhàn nhã nhìn Lâm Lam trên đấu trường. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì trong cơ thể Lâm Lam bộc phát ra từng tia hàn quang, hắn ta liên tục nôn ra 10 ngụm máu. Lâm Lam thua rồi. Lâm Lam này là đệ tử ưu tú của Tần Thiên học phủ, bản thân hắn ta cũng là con cháu trực hệ của Lâm gia, thế mà lại thua nhanh như vậy. Hoàn toàn không cùng đẳng cấp, khá xấu hổ đấy. Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, mọi người thầm lắc đầu, trong mắt có thêm vài phần khinh thường. Đánh bại nhanh như vậy, tuy nói là Tả Vân quá mạnh nhưng Lâm Lam quả thực cũng hơi kém. Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn nở nụ cười nhạt, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, lần này Tả Vân coi như đã giúp Hỗn Nguyên Môn của ông ta chút giận. Trong mắt ông ta, thắng một cách phong độ thế này vẫn hơn Lâm Nhất nhiều. Tào Kiệt của Tần Thiên học phủ thầm chế nhạo. Tên vô dụng, một đao cũng không đỡ được. Chẳng trách lại giật dây bảo mình ra tay với Lâm Nhất, thực lực thế này đúng là mất mặt. Nhưng không sao,
không ai có thể ngăn cản mình vào Lâm gia, Lâm Nhất cũng không được. Mới vừa rồi Lâm Nhất đại chiến với Bạch Du, phong độ vô biên. Chương 986 không cần thiết. Hắn ta nhìn thấy rất rõ ánh mắt Lâm Yên chưa từng rời khỏi Lâm Nhất, tuy Lâm Lam là một tên vô dụng nhưng lời hắn ta từng nói cũng khá có lý. Lâm Nhất có thể không có hứng với Lâm Yên, nhưng nếu Lâm Yên bằng lòng tới gần thì sao? Sát khí dâng lên trong lòng, Tào Kiệt đứng dậy, công chúa Phượng Hoa đã 5 năm không tổ chức tiệc sinh nhật, hiện tại đã xuất hiện rất nhiều người tài khiến Tào Mỗ rất cảm khái. Ta rất kính nể kiếm pháp của Lâm Nhất sư đệ, không biết có thể chỉ dạy cho ta không? Lạc Phong trưởng lão khẽ cau mày, trong mắt phía Hân Nhiên cũng đều lóe lên tia kinh ngạc. Tào Kiệt thuộc tầng lớp thứ 3, cũng khá có uy danh, không yếu hơn mấy người phía Hân Nhiên là bao, nửa năm trước đã thăng lên huyền võ tầng 8. Hắn ta đã có ý định lấy Hân Nhiên làm mục tiêu trong buổi tiệc sinh nhật công chúa từ lâu. Đột nhiên hắn ta lại nhằm vào Lâm Nhất. Huống hồ tu vi của hắn ta còn cao hơn Lâm Nhất 2 tầng, điều này hiển nhiên không hợp quy tắc. Tào Kiệt làm sao vậy? Vẻ mặt Đường Thông khó hiểu, hắn ta ngờ vực hỏi. Vương Tranh nhìn người của Tần Thiên Học Phủ, khẽ nói, chỉ e vấn đề nằm ở nha đầu Lâm Yên kia, ta nghe nói Lâm gia có ý cho Tào Kiệt gia nhập, đã bắt tay chuẩn bị hôn ước rồi. Hân Nhiên nheo mắt, lười biếng cười bảo, hì hì, tiểu sư đệ thật quyến rũ. Thổi một cái là cả rừng hoa đào bay tới. Hay là để sư tỷ ra tay thay ngươi cho Tào Kiệt một bài học. Không cần sư tỷ ra tay. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn Tào Kiệt, bình tĩnh nói, nếu ngươi muốn chiến thì ta chiều. Vút. Lời vừa dứt, Lâm Nhất đeo hộp đựng kiếm nhảy lên không trung, vững vàng đáp xuống chính giữa đại điện. Vẻ mặt phía Hân Nhiên hơi thay đổi, họ không ngờ rằng Lâm Nhất lại thực sự ứng chiến. Tu vi của Tào Kiệt cao hơn hắn 2 tầng, trận chiến này hiển nhiên không công bằng lắm. Phía Vương Tranh đều đã chuẩn bị sẵn sàng hành động, giúp hắn ngăn cản Tào Kiệt. Lạc Phong trưởng lão hơi nhíu mày, nhẹ giọng bảo, Lâm Nhất này hơi bốc đồng. Không cần thiết. Trong mắt Hân Nhiên hiện lên vẻ hứng thú, cô khẽ nói, trước giờ Lâm Nhất đều không đánh khi không nắm chắc phần thắng, không ra tay thì thôi, ra tay thì chắc chắn thắng. Tào Kiệt muốn ra oai phủ đầu với tiểu sư đệ, nhưng hắn tìm nhầm đối tượng rồi. Còn lời này cô chưa nói, đó là trong số những người ở đây, có mỗi cô biết Lâm Nhất đã luyện hóa quả huyết viêm. Tuy hắn có tu vi huyền võ tầng thứ 6 đỉnh phong, nhưng xét về độ dồi dào và chất lượng của chân nguyên thì không thua kém huyền võ tầng 8 là bao. Đại điện Quỳnh Đài, trưởng lão các tông môn nhìn Lâm Nhất xuất hiện, vẻ mặt hơi ngỡ ngàng, trong mắt là vẻ thảng thốt. Hiển nhiên họ cũng không ngờ tới. Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh cười khẩy, đại tiểu thư, tiểu tử này trông hiền lành thân thiện, không ngờ tính tình lại ngông cuồng tự kiêu như vậy. Biết rõ là cái bẫy mà vẫn nhảy vào, không hề có ý lùi bước. Vẻ mặt Liễu Nguyệt phức tạp, nhưng nàng ta không nói gì. Chương 987 yêu thú. Nàng ta biết rất rõ Lâm Nhất, biết người này bề ngoài nhìn thì dễ gần, không giận vẫn tự uy. Giận lên kinh thiên động địa, đến đệ đệ ruột của Vương Diễm mà hắn cũng dám tự tay giết chết trước mặt các trưởng lão. Một lúc sau nàng ta mới cắn răng bảo, nếu hắn ta biết tiến biết lùi thì lúc đầu đã không ra tay với ta ở Thảo Mộc Đường. Nhớ lại mấy roi Lâm Nhất quất mình trong Thảo Mộc Đường của Lăng Tiêu Kiếm Các, trong mắt Liễu Nguyệt lại tràn đầy hận ý. Chính giữa đại điện, khóe miệng Tào Kiệt hơi nhếch lên, trong lòng liên tục giễu cợt. Dù sao cũng là tuổi trẻ bồng bột. Lẽ nào Lâm Nhất thật sự cho rằng tu vi chênh lệch 2 tầng mà vẫn có thể thắng được Tào Kiệt ta? Hay là cảm thấy Tào Kiệt ta cũng là kẻ vô dụng như Lâm Lam? Không biết lát nữa được thấy thực lực chân chính của ta, ngươi sẽ ngạc nhiên thế nào? Xoạt xoạt. Hai người cách nhau 10 bước, nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh. Lâm huynh đệ, tuy là luận bàn, nhưng Tào Mỗ làm việc luôn nghiêm túc, một khi ra tay sẽ tuyệt đối không nể tình. Nếu không thể chịu được, mong ngươi thông báo sớm. Tào Kiệt mỉm cười, sâu trong mắt hắn ta lóe lên sát ý. Hắn ta muốn cảnh cáo trước, để lát nữa có lỡ tay giết Lâm Nhất thì cũng có thể quy trách nhiệm cho đối phương. Dù Lăng Tiêu Kiếm Các có truy cứu thì hắn ta cũng có biện pháp thoát thân. Lâm Nhất nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét.
trầm ngâm nói, cứ yên tâm mà đánh đi, với thực lực của ngươi, nếu không dốc toàn lực thì khó mà thắng ta được. Đúng là lớn lối. Tào Kiệt không giận, trái lại còn cười, đồng thời, ánh mắt hắn ta càng tỏ rõ sự khinh thường, cùng lắm chỉ là đánh bại Bạch Du mà thôi, ai cho ngươi tự tin lớn như vậy. Vừa dứt lời, thân thể Tào Kiệt đột nhiên phồng to lên, khiến quần áo trên người hắn bị kéo căng, sau đó rách toạc ra, để lộ ra thịt màu đỏ tươi cùng với đường vân đen không ngừng lưu động, hệt như một con yêu thú hung tợn. Trên mặt hắn cũng xuất hiện đường vân đen khiến khuôn mặt vốn điển trai giờ phút này lại trở nên cực kỳ xấu xí. Đồng thời, khí yêu sát từ trên người hắn bộc phát, nồng nặc đến mức dường như hóa thành thực thể. Yêu thú. Xem ra tên Tào Kiệt này cũng có chút kỳ ngộ, vậy mà lại luyện được một môn công pháp luyện thể của yêu tộc, e là không kém bao nhiêu so với Long Tượng Chiến Thể Quyết. Hèn nào Lâm gia lại vừa ý một đệ tử hàn môn như hắn, chỉ với môn công pháp yêu tộc này đã đủ để hắn đến ở rể rồi. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai mắt Tào Kiệt đỏ lên, hắn ta nhìn thẳng vào Lâm Nhất, lạnh lùng nói, Lâm Nhất, bây giờ ngươi xin tha vẫn còn kịp. Nếu không, một khi ma viên chiến thể của ta bạo phát thì ngay cả ta cũng không cách nào khống chế được. Đến lúc đó, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với Lăng Tiêu Kiếm Các mà thôi. Lạc Phong cau mày, hừ lạnh một tiếng, Tào Kiệt, ngươi chớ có quá đáng, chỉ là luận bàn mà thôi, nếu ngươi dám ra tay giết Lâm Nhất thì đừng trách lão phu không nể tình. Chậc chậc, ngươi định không nể tình thế nào? Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn cười lạnh. Nói, Lạc lão quỷ, người ta đã nói rõ nếu không địch lại thì mau quỳ xuống xin tha. Ai cũng biết công pháp yêu tộc một khi bạo phát rất khó thu lại. Là do đệ tử Lăng Tiêu Kiếm các ngươi không biết lượng sức thì trách ai được. Chương 988 đa tạ lòng tốt của công chúa. Nói hay lắm, lúc trước, khi phế đệ tử của ta, chẳng phải Lâm Nhất rất oai phong à. Vị tiểu bối Tào Kiệt kia nói có lý có cứ, nếu không được thì xin tha đi. Đường đường là một trưởng lão như ngươi lại đi uy hiếp hậu bối thì có gì hay ho chứ, lão phu không nói không được mà. Trong mắt trưởng lão đầu trọc của Huyền Thiên Tông lóe lên tia sáng lạnh, ông ta nhạy cảm giác được dường như Tào Kiệt có sát ý. Hắn ta liên tiếp ám chỉ hai lần, rõ ràng là muốn ra tay dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Đương nhiên, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này, nên khi Văn Ngạn Bác vừa lên tiếng, ông ta đã lập tức nói thêm vào. Ha ha, một tên kiếm nô mà thôi, cũng đâu phải chưa từng quỳ, lại quỳ thêm lần nữa thì đã sao chứ? Văn Ngạn Bác nhếch mép cười, nói một cách khó nghe. Hai người kẻ sướng người họa khiến bầu không khí tại hiện trường bỗng trở nên quái đản. Rất nhiều trưởng lão cảm thấy lạnh sống lưng, rõ ràng mấy người kia muốn liên thủ dồn Lâm Nhất vào chỗ chết. Bất giác, thế cục chuyển biến thành, nếu muốn rời khỏi cuộc luận bàn này. Lâm Nhất buộc phải quỳ xuống cầu xin tha thứ. Hiển nhiên, ý đồ của bọn họ là dồn Lâm Nhất vào đường cùng, không cho hắn cơ hội lui bước. Tuy rằng người của tất cả các tông phái có mặt tại đây đều lộ vẻ nghiền ngẫm, nhưng không ai ra mặt nói chuyện thay Lăng Tiêu Kiếm Các. Để một yêu nghiệt như thế trưởng thành cũng không phải chuyện gì tốt đối với bọn họ. Nếu hắn thật sự chết ở đại điện Quỳnh Đài này thì e là không có một ai cảm thấy khó chịu. Ồn ào. Trên chủ vị, công chúa Phượng Hoa lạnh giọng nói, Lâm Nhất, nếu ngươi muốn đi thì không ai ngăn được ngươi. Quỳ xuống xin tha à? Hừ, ngay cả gặp bổn công chúa còn không cần quỳ, một tên Tào Kiệt mà thôi, chẳng lẽ còn lớn hơn bổn công chúa? Giọng công chúa hàm chứa sự tức giận khiến Văn Ngạn Bác và trưởng lão đầu trọc kia không dám nói thêm lời nào nữa. Văn Ngạn Bác liếc nhìn công chúa Phượng Hoa, thầm nghĩ. Có vẻ như tên tiểu tử này được công chúa coi trọng. Kết cục tất phải chết cứ thế bị phá vỡ, có công chúa bảo vệ, bọn họ muốn ép buộc hắn là chuyện bất khả thi. Đáng tiếc. Đa tạ lòng tốt của công chúa. Lâm Nhất khẽ nhíu mày, nói tuy nhiên, tại hạ chưa từng nói muốn đi, nếu hắn ta không dốc toàn lực thì ta cũng không có hứng thú giao thủ. Một câu khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Không ai ngờ Lâm Nhất lại dám đối chiến với Tào Kiệt kẻ tu luyện công pháp luyện thể của yêu tộc trong trạng thái bạo phát. Vốn dĩ, Văn Ngạn Bác cùng trưởng lão đầu trọc cảm thấy rất thất vọng, nhưng thoáng cái, mắt bọn họ lóe sáng, tỏ ra vô cùng mừng rỡ.
Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống, nếu ngươi đã muốn chết thì chớ trách bản thiếu gia không khách khí. Tào Kiệt nở một nụ cười dữ tợn khiến khuôn mặt bị yêu hóa càng trở nên xấu xí. E ngại lại phát sinh thêm chuyện xấu, cho nên vừa dứt lời, hắn ta lập tức lấy đà vọt lên trước, tay phải hung hăng vỗ về phía Lâm Nhất. Giữa không trung, cánh tay không ngừng phình to ra, thời điểm sắp rơi xuống, nó đã biến thành móng vuốt khổng lồ và đáng sợ của ma viên. Phút chốc, cơ thể có phần gầy gò của Lâm Nhất càng thêm nhỏ bé trước mặt Tào Kiệt. Mọi người hít một ngụm khí lạnh, thủ đoạn bực này có thể xưng là quái dị. Nếu lãnh chọn một cú này, e là người có thân thể kém một chút sẽ bị đập thành thịt vụn ngay lập tức. Kết cục của Lâm Nhất dường như chỉ có một con đường chết. Chương 989 thua không còn manh giáp. Cánh tay hắn ta phồng ra, hóa thành ma viên, cả người mọc đầy lông lá. Một trường này của Tào Kiệt ẩn chứa khí yêu sát dày đặc, còn chưa hoàn toàn rơi xuống đã tạo thành cuồng phong bão táp, xộc thẳng vào mặt mọi người, khiến tất cả không cách nào mở mắt được. Năm ngón tay mở ra tạo thành vuốt ma viên có kích cỡ to bằng đầu người. Nếu bị đập trúng, hậu quả khôn lường. Đối mặt với một kích này, dù là tứ đại cao thủ trong tầng lớp thứ ba như đám người Hân Nghiên, Vũ Văn Bác, cũng phải lựa chọn né tránh. Nhưng một cảnh tượng khó có thể tin lại diễn ra, thiếu niên có thân hình gầy gò kia lại chẳng hề nhúc nhích. Đợi đến khi ma chảo sắp nện xuống, hắn mới bước lên một bước, năm ngón tay siết chặt, đánh ra một quyền tương tự. Tào Kiệt nhếch môi cười, giọng hắn ta vô cùng lạnh lẽo, không biết sống chết. Hai đấm hung hăng đụng vào nhau tạo thành một tiếng nổ rung trời, sóng khí quét qua bốn phía, mặt đất xuất hiện một vết nứt, sau đó lõm hẳn xuống. Hình ảnh Lâm Nhất bị đập thành bánh thịt trong tưởng tượng của mọi người không xuất hiện. Lúc này, trên người hắn tỏa ra ánh sáng màu tím lóng lánh như ngọc, lực lượng long tượng cổ xưa tràn ngập toàn thân hắn, gần như đã ngưng tụ thành thực thể. Một tầng ánh sáng tím dịu dịu bao phủ khắp người hắn, thoạt nhìn, Lâm Nhất hệt như một cái chiến đỉnh cổ, phía trên đỉnh còn khắc long tượng thượng cổ. Phong thái chắc tuyệt, khuôn mặt khôi ngô, ánh mắt sáng tỏ, mày kiếm lóe lên tia sắc bén tựa như tia chớp đánh thẳng vào lòng người. Thịch, thịch, hai người đều lui về sau ba bước, mỗi một bước khiến mặt đấm ẩm ẩm rung chuyển. Trong cơ thể thiếu niên, khí huyết sôi trào, hùng hậu tựa như man thú, đồng thời, lực lượng long tượng tràn ngập toàn thân. Ánh mắt Tào Kiệt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn ta lạnh lùng nói, long tượng chiến thể quyết nửa vời mà cũng dám ra vẻ trước mặt ta. Muốn chết? Xíu. Huyết quang thoáng hiện, hắn ta tựa như ma viên, hai cánh tay vung lên rồi đập mạnh xuống, ý đồ muốn bóp chết Lâm Nhất. Lâm Nhất không chút hoảng sợ, hắn vận dụng thất huyền bộ xuất thần nhập hóa, thanh âm vang lên, cùng với đó, nắm đấm liên tục lao ra. Thoáng chốc, hai bóng người đã giao thủ hơn 50 chiêu ngay trong đại điện. Cân tài cân sức, bản lĩnh ngang nhau. Cảnh tượng như thế quả thật vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Không ngờ chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể mà Lâm Nhất có thể ngăn cản công pháp yêu tộc của Tào Kiệt, việc này thật sự khó tin. Long tượng chiến thể quyết. Văn Ngạn Bác đen mặt, bởi vì hiện tại, rõ ràng là Lâm Nhất đang sử dụng thần quyết luyện thể của Hỗn Nguyên Môn. Thiếu niên này tự mày mò nghiên cứu mà lại có thể điêu luyện hơn rất nhiều so với long tượng chiến thể của nhiều đệ tử trong tông môn của ông ta. Chương 990. Nhưng, đó rõ ràng là long hổ quyền của Huyền Thiên Tông. Tên này, tay thì đánh ra long hổ quyền, thân thì phòng ngự bằng long tượng chiến thể, chân thì vận dụng thất huyền bộ. Kiếm của Lâm Nhất chưa hề ra khỏi vỏ, hắn chỉ dựa vào ba loại công pháp kia để đối chiến với Tào Kiệt cao thủ có tu vi cao hơn hẳn hai tầng. Hơn thế nữa, còn không có xu hướng rơi xuống thế hạ phong. Xoẹt. Sau 100 chiêu, giữa dòng khí hỗn loạn, hai bóng người tách ra. Lâm Nhất nhướng mày, khẽ nói, thần quyết luyện thể của yêu tộc dường như cũng không mạnh như trong tưởng tượng. Thất huyền bộ, người đi để lại bóng ảnh. Mọi người còn chưa rõ Lâm Nhất có ý gì thì hắn đã lao ra. Giữa không trung để lại 9 tàn ảnh, mỗi tàn ảnh xuất ra một quyền. Mỗi quyền đều có sức mạnh nhất định và đều có thánh âm vang lên. Khi 9 đạo quyền mang của Lâm Nhất chồng lên nhau, thánh âm cổ xưa dường như có thể xuyên qua thời không, không ngừng ngân vang, tấu thành một khúc thiên địa chiến ca. Trong khúc thiên địa chiến ca đó, quyền mang thoảng ngưng tụ thành hình thái ban đầu của long tượng chiến đỉnh, sau đó hung hăng nện xuống.
ầm. Một chiêu này khiến thân thể cao lớn của Tào Kiệt thối lui về sau vào bước, ánh mắt hắn ta lộ rõ vẻ kinh ngạc. Sức mạnh thật đáng sợ. Tại vị trí của Hỗn Nguyên Môn, sắc mặt Vũ Văn Bác lập tức thay đổi, nhịn không được thốt lên, Long Tượng Chiến Thể Quyết tầng thứ tư. Tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết đến tầng thứ tư, toàn thân sẽ tràn ngập lực lượng Long Tượng, thân như man thú, khí huyết như biển cả, tay không giết người, không sợ bảo binh. Đánh ra một đấm có thể ngưng tụ thành Long Tượng Chiến Đỉnh, quanh thân có Long Tượng Thượng Cổ vần quanh, uy danh khiến người khiếp sợ. Sức mạnh phát ra từ một quyền này của Lâm Nhất rõ ràng là dấu hiệu sắp sửa đột phá tầng thứ tư. Người ngoài chỉ có thể cảm nhận được khí huyết ngập trời cùng với khí thế cứng rắn, bá đạo của Lâm Nhất, chỉ có đệ tử Hỗn Nguyên Môn là cảm thấy vô cùng chấn động, lúc này, trong lòng bọn họ là sóng to gió lớn. Những đệ tử của Hỗn Nguyên Môn có thể tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết đến tầng thứ tư vô cùng hiếm, cùng lắm chỉ có 10 người, phải nói là Phượng Mao Lân Giác. Thật sự khó mà tin được Lâm Nhất có thể tu luyện đến bước này chỉ dựa vào sự lĩnh ngộ của bản thân. Tiếp nào. Lâm Nhất giang hai tay ra tựa như kim ô dương cánh, một quyền bộc phát giữa không trung, đập thẳng xuống. Ầm, ầm. Quyền mang hóa thành Long Tượng Chiến Đỉnh liên tục đánh ra tựa cuồng phong bạo vũ. Tào Kiệt ăn đau, không ngừng lui xuống, trên người hắn ta, máu thịt rơi xuống từng mảng. Cảnh tượng như thế khiến lòng người bàng hoàng. Cút ngay. Tào Kiệt phát cuồng, hắn ta dốc toàn lực, không giữ lại chút gì. Sau một tiếng quát to, hắn ta đánh ra một quyền ẩn chứa chân nguyên hùng hậu, hòng đẩy lùi Lâm Nhất. Cuồng phong nổi lên bốn phía, giữa không trung, Lâm Nhất một thân ngạo nghễ, thanh sam tung bay trong gió. Ma viên hóa long. Ầm ầm. Cùng với tiếng quát điên cuồng, linh khí thiên địa khắp bốn phương đều bị Tào Kiệt rút sạch, sau đó dồn vào cánh tay đã ma hóa. Một quyền đánh ra mang theo khí thế vô cùng bá đạo, như một con rồng đang đánh tới. Uy áp ẩn chứa trong quyền mang không chỉ áp chế linh khí thiên địa bốn phương, mà ngay cả chân nguyên trong cơ thể hắn cũng trở nên đặc sệt, dường như khó có thể điều động được. Sát chiêu ư. Chương 991. Lâm Nhất dậm chân lấy đà giữa không chân, sau đó hóa thành một luồng kim quang, thoát cái đã bay ra xa hơn chục thước. Tào Kiệt cười dữ tợn. Hắn ta bay vọt lên không, lại đánh ra thêm một quyền. Mỗi quyền của hắn ta đều mang theo áp lực cực lớn, phát huy ưu thế tu vi của bản thân vô cùng tinh tế. Ầm ầm. Nhất thời, quyền mang của hắn như lửa cháy ngập trời, ẩn chứa sự ngang ngược và độc đoán, thống trị thiên hạ, ngay cả những người đứng từ xa quan sát cũng cảm thấy có chút hụt hơi. Đây mới là thực lực chân chính của hắn, thật là bá đạo. Nếu tu vi của Lâm Nhất là huyền võ tầng thứ 8 thì chắc có lẽ sẽ có sức đánh một trận, nhưng hiện tại, xem ra đã hoàn toàn bị áp chế. Đây là lần đầu ta nhìn thấy quyền pháp bá đạo như thế, lực áp chế quá mạnh mẽ. Không biết Lâm Nhất có thể chống đỡ bao lâu, cứ trốn tránh như thế, cuối cùng cũng bị bắt mà thôi. Mấy người Hân Nghiên thuộc Lăng Tiêu Kiếm Các cũng đổ mồ hôi lạnh vì Lâm Nhất, cả bọn thầm lo lắng. Để ta xem ngươi trốn đi đâu. Thị huyết ma viên. Tào Kiệt bị thất huyền bộ làm mất kiên nhẫn, cuối cùng, hắn ta cũng để lộ con át chủ bài lớn nhất. Lúc này, toàn thân hắn ta phát ra âm thanh giòn tan hệt như bạo cốt. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thân hình Tào Kiệt lại bắt đầu ma hóa một lần nữa. Cứ như một con ma viên hàng thật giá thật xuất hiện. Hắn ta siết chặt nắm đấm, miệng há ra, để lộ răng nanh sắc bén, khiến bá khí trên người càng được phát huy đến đỉnh cao. Tựa như cuồng long xuất hải, một cái dậm chân có thể khiến toàn bộ đại điện rung chuyển. Ầm ầm, bá khí ngưng tụ từ yêu sát huyết sắc tràn ngập khắp đại điện, chôn vùi Lâm Nhất trong đó. Tào Kiệt cười lạnh, một tiếng nổ kinh thiên động địa liên tục vang lên, hắn ta đánh ra một quyền, không ngừng áp chế Lâm Nhất. Quả thật có chút bản lĩnh. Có thể nói, xét về quyền pháp thì Tào Kiệt là người mang đến áp lực lớn nhất cho Lâm Nhất từ trước đến nay, hơn nữa. Giữa bọn họ còn có khoảng cách về tu vi, không thể khinh thường được. Tuy nhiên, đom đóm có sáng cũng chẳng thể so với ánh trăng. Không phải chỉ ngươi mới có thể dùng bá khí. Kiếm. Một ý niệm lóe lên, Lâm Nhất duỗi tay nắm lấy kiếm táng hoa vừa bay ra từ hộp đựng kiếm phía sau lưng. Tay phải cầm chặt chuôi kiếm, khi hắn ngước mắt lên, sự sắc bén trong mắt như cô đọng lại, một luồng bá khí bế nghễ thiên hạ. Mình mông cuồn cuộn từ trên người hắn tuôn trào.
Xoẹt xoẹt xoẹt. Khắp bốn phía, linh khí lúc trước bị đối phương áp chế bỗng giãy giụa thoát khỏi trái buộc, tựa như một cơn lốc dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Dưới áp lực khủng bố từ Tào Kiệt, kiếm khí từ trên người hắn ầm ầm bộc phát. Phút chốc, long ngâm hổ khiếu, phong vân tịnh khởi. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Lâm Nhất rút kiếm ra khỏi vỏ, âm thanh leng keng êm tai thoáng chốc vang vọng khắp mọi ngóc ngách. Thân kiếm sáng chói, kiếm ý vang lên không dứt, vô số cánh hoa tường vi màu đỏ tươi như máu bay múa đầy trời, tựa như ảo mộng nhân gian. Chương 992. Giữa cơn mưa hoa cuồng loạn, Lâm Nhất đón gió mà lên, đối mặt với Tào Kiệt giữa không trung. Một kiếm quét ngang bốn phương, một kiếm chém dọc tám hướng, một kiếm xuyên chín tầng mây, một kiếm chặt đứt mây trôi. Không ai có thể hình dung được một kiếm này có bao nhiêu đáng sợ, trong lúc kiếm lao đến, Lâm Nhất bay vọt lên không, tựa như ánh mặt trời sáng chói xua tan sát khí đỏ thẫm, lập tức chôn vùi đối phương trong đó. Đối diện với một kiếm này, bá khí ngưng tụ từ yêu sát huyết sắc chẳng khác nào trò cười. Boang! Ngực Tào Kiệt bị rạch ra một vết thương sâu hõm, khi hắn ta rơi xuống đất, khôi phục lại hình thái bình thường thì máu tươi ào ào tuôn ra như suối. Trong đại điện lộng lẫy cao lớn, trưởng lão và đệ tử của tất cả các tông môn đều bị cảnh tượng trước mắt làm chấn động. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Thứ ánh sáng chói mắt kia cứ mãi quẩn quanh trong đầu rất nhiều người, mãi không xua tan được. Một kiếm này giống như ánh mặt trời rực rỡ, quân lâm thiên hạ. Mọi người cảm thấy rất nghi hoặc, một đệ tử cảnh giới huyền võ không thể nào thi triển được kiếm pháp bậc này. Người này, mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Bá kiếm. Mãi một lúc lâu sau, Văn Ngạn bác của Hỗn Nguyên môn mới ngước mắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ. Bá kiếm, là cấm thuật của Lăng Tiêu kiếm pháp, năm đó đã tung hoành khắp Đại Tần. Thế nhưng, nghe nói suốt trăm năm qua không một ai luyện thành loại kiếm pháp này. Đích thật là bá kiếm. Lần trước, trong cuộc chiến đồng minh, Lâm Nhất đã thi triển bá kiếm đại thành, giành lấy vị trí đệ nhất. Hôm nay, tu vi của hắn đã đột phá lên huyền võ tầng 6 đỉnh phong, bá kiếm trong tay hắn càng có uy lực đáng sợ hơn. Tào Kiệt có hơi tự cao, lúc đánh ra một quyền cuối cùng, hắn ta đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Nếu không, có thể vẫn còn cơ hội đánh tiếp. Trong đại điện, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía Lâm Nhất. Vẻ mặt của những người này vô cùng phức tạp. Sao có thể như vậy chứ? Tào Kiệt lẩm bẩm tự hỏi, hắn ta liều mạng muốn dẫm lên người Lâm Nhất. Với tu vi huyền võ tầng 8, lại có kỳ ngộ tu luyện công pháp yêu tộc, vậy mà hắn ta vẫn không phải đối thủ của Lâm Nhất. Sắc mặt Lâm Nhất có hơi tái đi, chân nguyên trong cơ thể hắn đang không ngừng cuộn trào, trận chiến này đã tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn, khiến chân nguyên có hơi mất khống chế. Sau khi luyện hóa quả huyết viêm, hắn vẫn luôn cố gắng áp chế tu vi, giờ phút này, dường như không cách nào áp chế nổi nữa. Lực lượng của quả huyết viêm từ sâu trong tứ chi bách hài bắt đầu dục dịch không yên. Lâm Nhất liếc nhìn Tào Kiệt, không muốn để tâm đến người này. Từ đầu đến cuối, tên này ỷ vào tu vi và công pháp yêu tộc nên vẫn luôn tỏ thái độ xem thường hắn. Chương 993. Dường như, hắn ta cho rằng một khi đối chiến, chắc chắn Lâm Nhất sẽ phải chết. Nhưng hắn ta lại chưa từng nghĩ vì sao hắn lại dám tự tin đứng ra như vậy. Lâm Nhất, có dám chiến cùng ta một trận không? Vèo. Ở vị trí của Hỗn Nguyên môn, chiến ý đã sớm bùng cháy trong mắt Tả Vân. Rốt cuộc, hắn ta cũng không kiềm chế nổi nữa, bất chấp tất cả nhảy lên lôi đài. Đương nhiên, nếu hắn ta đã dám đứng ra thì đương nhiên sẽ để Lâm Nhất có thời gian nghỉ lại sức. Tuyệt đối không lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn. Tuy nhiên, phía Thần Sách Doanh cũng có một bóng người gần như nhảy xuống cùng một lúc với hắn ta, ánh mắt người nọ cũng nhìn về phía Lâm Nhất, lạnh lùng nói, Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh xin được lĩnh giáo. Tình huống như vậy lại xảy ra một lần nữa, hai võ giả đồng thời khiêu chiến với một người. Thú vị, này Tả Vân, hay là ta và ngươi đấu một trận trước, ai thua thì phải rời khỏi lôi đài. Được không, Nhạc Thanh nhướng mày nhìn Tả Vân. Tả Vân lộ vẻ chần chừ, dù gì thì hắn ta và Lâm Nhất cũng là người quen cũ, vốn dĩ hắn ta đến tham gia yến hội của công chúa là vì mong có thể giao thủ cùng Lâm Nhất. Nếu bây giờ đánh với Nhạc Thanh, dù có thắng thì e là sẽ bị lộ át chủ bài. Không cần rắc rối như vậy, hai người cùng lên đi.
Lâm Nhất nói một cách thản nhiên, thế nhưng mày hắn khẽ cau lại, để lộ sự sắc bén và tự tin. Lúc này, mặt Nhạc Thanh đã tối sầm, cả giận nói, Lâm Nhất, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thế nhưng chớ nên ngông cuồng như vậy. Ngông cuồng, sao ngươi biết ta không có vốn liếng để ngông cuồng? Lâm Nhất tra kiếm vào bao, dược lực của quả huyết viêm từ khắp các nơi trong cơ thể hội tụ lại, không ngừng sao động trong cơ thể hắn. Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, thiếu niên bổng bay vọt lên, lơ lửng giữa không trung. Tu vi huyền võ tầng 6 đỉnh phong thăng cấp lên huyền võ tầng 7 ngay tại chỗ. Phút chốc, long ngâm hổ khiếu, phong vân tịnh khởi. Huyền võ tầng 7. Mọi người xung quanh đều lộ vẻ khó có thể tin được, vừa nãy rõ ràng chỉ mới là tu vi huyền võ tầng 6 đỉnh cao, vậy mà chớp mắt đã đột phá. Tuy nói, đột phá trong lúc chiến đấu có hiếm thật, nhưng cũng không phải không có. Chỉ là, Lâm Nhất lại dễ dàng đột phá cứ như ăn cơm, uống nước bình thường vậy. Ngay cả công chúa Phượng Hoa đang ngồi trên đài cao cũng lộ vẻ kinh ngạc, trong mắt nàng ta lóe lên một tia khác thường. Nhạc Thanh vốn đang tức giận cũng nói không nên lời, không dám tin vào mắt mình. Đừng nói bọn họ, ngay cả Lạc Thanh của Lăng Tiêu Kiếm Các cũng cảm thấy bất ngờ. Tông môn ban thưởng tài nguyên cho Lâm Nhất không ít, có hơn 6.000 viên linh ngọc nhị phẩm, thế nhưng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi lại đột phá lần nữa, chuyện này thật sự khó mà tưởng tượng nổi. Chương 994. Chỉ có Hân Nghiên là kín đáo nở nụ cười. Cô ta đã sớm nhìn ra dược lực của quả huyết viêm một thứ kỳ vật trong thiên địa. Lâm Nhất vẫn luôn kiềm chế, cố ý luyện hóa nó thật tốt. Sau trận chiến với Tào Kiệt, hắn đã gần như không kiểm soát được nữa, vừa khéo, Tả Vân cùng Nhạc Thanh đồng thời khiêu chiến, nếu đã như vậy thì dứt khoát không kiềm chế nữa. Trong đại điện, sau khi thăng cấp lên huyền võ tầng 7, vẻ mặt Lâm Nhất vẫn bình tĩnh, thong dong như cũ. Khí thế sắc bén như ẩn như hiện, uy lực còn sót lại của bá khí vẫn chưa tan hết, nhưng lúc này, không một ai dám coi thường hắn. Những lời hắn nói cũng khiến lòng người rung động không thôi. Ngươi không phải ta, sao biết ta không đủ tư cách để ngông cuồng? Đến bây giờ, mọi người mới hiểu ra, thiếu niên vẫn luôn bị họ đùa cợt, chế nhạo vốn cao ngạo từ trong xương. Hắn còn hiếu thắng hơn bất kỳ ai, chỉ là không thích tranh luận cùng người khác mà thôi. Nhưng nếu ngươi dám khi dễ hắn, Bạch Du bị phế, Tào Kiệt gần như bị chém thành hai đoạn, đó chính là kết cục của những kẻ xem thường hắn. Lăng Tiêu Kiếm Các lại xuất hiện một tên yêu nghiệt, không thể khinh thường được. Tuy nhiên, hắn thật sự muốn lấy một địch hai ư. Làm như vậy có phải hơi lớn lối không? Huyền võ tầng 6 đã có thể chiến thắng một võ giả huyền võ tầng 8 như Tào Kiệt, hiện tại hắn đã thăng cấp lên huyền võ tầng 7, quả thật có tư cách lấy một địch hai. Có điều khó nói trước thắng bại, dù sao trước đó mọi người cũng đã thấy được thực lực của Tả Vân. Nói gì thì nói, yến hội của công chúa lần này quả thật rất đặc sắc. Nhận ra điều đó, mọi người vô cùng hưng phấn. Không biết sau khi thăng cấp lên huyền võ tầng 7, Lâm Nhất sẽ thể hiện thực lực như thế nào. Tả Vân ra mặt cũng khiến mọi người vô cùng chờ mong. Vừa nãy, hắn ta đánh bại Lâm Lam một cách dễ dàng, hiển nhiên, thực lực mà Tả Vân thể hiện chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi. Nhạc Thanh của Thần Sách Doanh được xưng là người nối nghiệp của vị công tử cuối cùng. Rốt cuộc thực lực của hắn mạnh đến mức nào, điều này cũng khiến mọi người cảm thấy rất tò mò. Giờ thì ta đủ tư cách rồi chứ, Lâm Nhất lên tiếng hỏi Nhạc Thanh. Tả Vân, Nhạc Thanh, nếu hai người các ngươi không có ý kiến, bổn công chúa sẽ tán thành trận luận bàn này. Công chúa Phương Hoa bỗng nhiên lên tiếng, giọng nàng ta thánh thót, du dương, tựa như mây mù vòng quanh đỉnh núi rồi sau đó mới rơi vào tai mọi người, linh động mà xa xăm. Ta không có ý kiến. Tả Vân trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói, chiến ý dày đặc trào dâng trong mắt. Hắn ta nở nụ cười, tiếp tục nói, tuy nhiên, Lâm Nhất, hẳn là ngươi hiểu rõ ta, không đồng ý thì xem như không có gì, một khi đã đồng ý thì ta sẽ dốc toàn lực. Rốt cuộc là con át chủ bài gì mà khiến Lâm Nhất tự tin đến vậy? Hắn ta cảm giác được chắc chắn không phải là tu vi. Chương 995. Tả Vân vô cùng tò mò, đồng thời, cũng càng thêm mong đợi trận chiến lần này. Ta cũng vậy, Lâm Nhất khẽ đáp lại. Hừ, nếu ngươi đã muốn chết thì ta cũng không cản, đến lúc thua thì đừng có mà gượng dậy không nổi.
Nhạc Thanh sầm mặt nói, cùng với đó, hắn ta lấy ra một thanh ngân thương từ trong túi trữ vật, mũi thương lóe lên tia sáng lạnh, mùi máu tươi thoang thoảng bay ra, khiến cho không ít người phải cau mày. Xem ra lời đồn không sai, quả thực thần sách doanh huấn luyện nhân tài trên chiến trường, những người này đều đã trải qua gió tanh mưa máu, có rất nhiều người chết trong tay bọn họ. Bắt đầu đi. Trên đài cao, công chúa Phượng Hoa thản nhiên nói. Thiết tác Hàn Giang. Vừa dứt lời, Tả Vân liền rút đao ra khỏi vỏ, trong vạn lý Hàn Giang, một luồng đao ý hóa thành xích sắt, phá vỡ mặt sông, thuận thế xông thẳng lên trời. Phong quyển cuồng xa. Nhạc Thanh hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn ta cũng ra tay, hiển nhiên là không chút nể tình. Cổ tay run lên, trên ngân thương tràn ra huyết quang quái đản, kế đó, thân thương xoay tròn kích phát cuồng phong kinh thiên động địa nổi lên, trong gió dường như có cát vàng bay đầy trời, dần ngưng tụ thành một cơn bão cát. Một người một thương, cứ như đang cưỡi chiến mã rong ruổi trên sa trường, mang trong mình khí phách rắn giỏi như sắt thép, không sợ sinh tử, anh dũng tiến về phía trước. Hai người vừa ra tay liền bày ra thực lực đáng sợ, phát huy đao thuật và thương pháp mà bọn họ am hiểu một cách vô cùng tinh tế. Chỉ một chiêu đã có thể nhìn ra được bọn họ đã tu luyện cực kỳ khắc khổ. Bằng không thì chỉ mới từng ấy tuổi, sao có thể thi triển được sát chiêu tinh xảo, thuần thục như thế. Đến hay lắm. Lâm Nhất bình tĩnh, hắn không trực tiếp giao chiến với bọn họ, mà điểm nhẹ mũi chân, cả người nhanh chóng lui về sau. Hai đấm như thiểm điện, đánh nát ánh đạo và mũi thương khó có gì cản nổi. Đối mặt với sự công kích mãnh liệt của hai người, Lâm Nhất vẫn giữ bình tĩnh, cố sức phòng thủ. Tả Vân và Nhạc Thanh đều không phải người bình thường, một khi triển khai thế công, mỗi một chiêu thức của bọn họ đều cực kỳ ác liệt. Sau 10 chiêu, thế công của hai người đã trở nên vô cùng đáng sợ, bất kể là đạo của Tả Vân hay thương của Nhạc Thanh đều khiến người xem kinh hãi không thôi. Đơn độc từng người đã cực kỳ khủng bố, huống chi là cả hai liên thủ. Nhưng Lâm Nhất vẫn thong dong như cũ, hắn dùng thất huyền bộ liên tục tránh né, tựa như con thuyền nhỏ đối mặt với sóng gió, lên rồi lại xuống. Nếu gặp phải chiêu thức không thể tránh được, hắn sẽ tránh đi chỗ hiểm, dùng thân thể chống đỡ. Nên ra tay rồi. Sau hơn 10 chiêu, Lâm Nhất một lần nữa ngước nhìn đối thủ của mình, khẽ nói. Khoảng thời gian trước đó, hắn dùng để thăm dò cụ thể thương pháp và đao thuật của hai người họ, từ đó tìm ra sơ hở. Hiện tại, xem như đã hiểu rõ trong lòng. Chương 996. Buồn cười, người có cơ hội ra tay à? Nhạc Thanh cười khẩy, trong mắt hắn ta, nếu Lâm Nhất có khả năng phản kích thì đã ra tay từ sớm rồi. Giờ nói vậy cùng lắm chỉ để phô trương thanh thế mà thôi. Tiếp một thương của ta, để ta xem người định ra tay thế nào. Nhạc Thanh quát to một tiếng, máu tuôn ra từ trường thương trong tay, cùng lúc đó, thân thương lóe sáng rực rỡ, tựa như bị nhuộm đỏ bởi tầng tầng lớp lớp máu tươi, lại giống như được kéo ra từ núi thấy biển máu, đáng sợ không gì sánh bằng. Nếu là người nhát gan, đừng nói ra tay, chỉ e là đối diện với một chiêu này sẽ bị dọa chết khiếp. Thiết mã băng hà. Tả Vân không nói gì, nhưng hắn đã lật tay chém ra một đao, khí lạnh dày đặc tràn ra. Trên thân đao lóe lên tia sáng lạnh, sáng đến mức làm đau mắt người. Lúc này, trên mặt đất đã kết một tầng băng mỏng. Lâm Nhất không tránh không né, có điều, thái độ bình thản như nước cùng khí chất thong dong trước đó đã hoàn toàn thay đổi, biến thành ác liệt và sắc bén. Thủy Nguyệt kiếm pháp trên người hắn khuếch tán từng đợt như gợn sóng. Hắn hóa thành một mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu trời xanh mây trắng cùng những dãy núi kéo dài liên miên bất tận. Khói nước mênh mông, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm táng hoa lóe sáng, hoa tường vi nhảy múa cuồng loạn, như ảo như mộng. Kể đó, đối mặt với hai sát chiêu hung hãn của đối phương, hắn đâm ra một kiếm. Kiếm này tựa như một viên đá rơi xuống mặt hồ, tạo thành vô số gợn sóng, khuấy động tầng tầng hơi nước. Kiếm của hắn chính là hơi nước mênh mông trên mặt hồ, hùng dũng và tràn đầy khí thế, lại như sương mù mờ ảo, huyễn hoặc. Một kiếm này khói sóng mênh mang, hơi nước mờ mịt. Trường thương và lưỡi đao từ giữa không trung rơi xuống, va chạm với một kiếm tựa như khói nước mênh mông của Lâm Nhất. Hai người Tả Vân và Nhạc Thanh khẽ giật mình, sát chiêu của bọn họ như đá chìm đáy biển, trong khi kiếm thế của Lâm Nhất lại như sương mù cuồn cuộn lao đến. Lui!
cả hai biến sắc, không dám nán lại, lập tức lui về sau. Sóng to ngập trời. Hơi nước tan đi, sau khi dùng một kiếm đánh lui hai người họ, Lâm Nhất cũng không tiếp tục truy đuổi. Khoảnh khắc hắn rơi xuống đất, gió mát phật qua thổi bay tóc trán, Lâm Nhất phung tay lên, ống tay áo như mây, kiếm quang xẹt qua như dê rừng treo sừng mà ngủ, không để lại một chút dấu vết nào. Một kiếm này, sóng to ngập trời. Thoạt nhìn thì vung lên rất nhẹ nhàng, nhưng để đánh ra một chiêu như thế, Lâm Nhất đã hao tổn 1/5 chân nguyên. Kiếm quang xuất hiện tầng tầng lớp lớp trên đất bằng, cứ như biển xanh dậy sóng. Hai người Tả Vân vừa lui về sau lập tức tái mặt. Hiện tại, bất kể có lui đi đâu thì cũng không tránh khỏi kiếm quang sắc bén trên mặt đất. Bọn họ không có chỗ để trốn. Sau khi thăng cấp lên huyền võ tầng 7, Lâm Nhất thi triển thủy nguyệt kiếm pháp càng thêm dễ dàng hơn. Chương 997. Có rất nhiều sát chiêu cần phải tiêu hao một lượng lớn chân nguyên cũng có thể tùy ý thi triển, trong khoảnh khắc tạo ra uy thế kinh người. Kỳ quái, đây không phải là kiếm pháp mà một đệ tử của kiếm các đã thi triển trước đó hay sao? Ta nhớ hình như gọi là thủy nguyệt kiếm pháp. Đúng, chính là nó, sao trong tay người nọ thì rất tầm thường, mà đến Lâm Nhất lại đáng sợ như vậy. Bạch Du cũng thua bởi kiếm pháp này đấy. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã một đá ném vỡ trời, chỉ trong hai chiêu, hắn đã đánh vỡ thế công như sấm rền bão táp của hai người Nhạc Thanh. Không chỉ ép bọn họ phải lui về sau, mà chỉ vung ra một kiếm đã khiến hai người này luống cuống tay chân. Núi non liên miên, 10 dặm đào hoa say lòng người, sắc đỏ đan xen như mưa rào. Lâm Nhất không để ý tới tiếng xì xào xung quanh, hắn lại chém ra một kiếm, cả người nhảy vọt lên không. Nhảy lên rồi hạ xuống, trong lúc đó, kiếm trong tay hắn bay múa, kiếm quang mênh mông ảo ảo tuôn ra. Kiếm quang rơi xuống hệt như những cánh hoa màu đỏ tươi lả tả rơi giữa núi rừng, lại như một cơn mưa máu. Quả nhiên không có hồi kết, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác, kiếm thế miên man vô định khiến sắc mặt Nhạc Thanh và Tả Vân dần trở nên khó coi. Hai người vừa nhảy vọt lên không né tránh một luồng kiếm quang, lại phải tiếp tục đối mặt với một loạt kiếm quang đỏ rực như mưa. Còn chưa hết, lá rơi đầy trời, rì rào như mưa, mây cao trăng sáng in trên bóng nước. Tụ trong một kiếm này. Bất kể có là kiếm quang loạn xạ hay hơi nước lãng đãng lúc trước, tất cả đều quán trú trên thân kiếm. Ngay lập tức, kiếm táng hoa không ngừng phát ra âm thanh, một luồng kiếm khí khiến lòng người hoảng sợ, mang theo khí lạnh cô đặc đánh về phía Nhạc Thanh và Tả Vân. Những nơi nó đi qua, tất cả đều bị phá hủy, khí thế của hai người Tả Vân vừa chạm phải nó lập tức tán đi. Gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, trước nay chưa từng có. Một kiếm này như mây như trăng phản chiếu trong hồ, hội tụ kiếm quang loạn xạ lúc trước, chứa đựng từng con sóng hung bạo cuồn cuộn lao đến, tựa như mũi tên khói nước mênh mông, vừa mịt mờ, huyền ảo, lại ẩn chứa bá khí khác thường, có thể nói là ngông cuồng và vô cùng thô bạo. Ầm ầm ầm, kiếm khí cùng binh khí trong tay hai người Tả Vân hung hăng va vào nhau, tạo thành một loạt tiếng nổ lớn liên miên không dứt. Hai người điên cuồng lui về sau, vẻ mặt nghiêm túc, hổ khẩu vỡ ra, đau đớn bỗng chốc ập đến. Dư âm còn sót lại khiến thân thể bị kích động, máu tươi từ miệng vết thương túa ra, nhìn mà kinh hãi. Tả Vân và Nhạc Thanh liếc nhìn nhau, trong đầu bọn họ đều lóe lên một suy nghĩ, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu để mặc Lâm Nhất thi triển bộ kiếm pháp kia, thì bọn họ không thể nào phát huy thực lực của mình được, chắc chắn sẽ bị kiếm thế của hắn mài chết. Nhưng Lâm Nhất lại không cho hai người họ cơ hội phản kích, gần như ngay khi suy nghĩ kia vừa lóe lên trong đầu bọn họ thì bỗng nhiên, sắc trời trở nên quái dị. Đã có chuyện gì xảy ra? Không đợi bọn họ kịp phản ứng, kiếm ý mà Lâm Nhất chuẩn bị từ lâu rốt cuộc đã sẵn sàng. Chương 998, không ngờ lại là hắn. Một luồng kiếm quang lóe sáng, chiếu rọi khắp đất trời, dường như có hai ánh trăng gắt gao tranh đấu với nhau, một trên bầu trời, một dưới mặt nước. Một kiếm ra, song nguyệt tranh phong. Mây tan trắng sáng, một đêm không tối, kiếm ý mênh mông dày đặc từ trên người Lâm Nhất điên cuồng lao ra. Kiếm ý này dường như là độc nhất vô nhị giữa thiên địa, không nhiễm bụi trần, kiếm chia đôi trăng. Dứt khoát và hoàn mỹ, gọn gàng và trong trẻo. Thình thịch, trên đại điện cao lớn lộng lẫy, rất nhiều đệ tử dùng kiếm còn chưa kịp phản ứng thì bội kiếm của họ đã bay ra khỏi vỏ,
không chịu sự khống chế, cứ thế bay vọt lên không, một thanh lại một thanh, vây quanh thân Lâm Nhất, điên cuồng nhảy múa. Phụt! Tả Vân cùng Nhạc Thanh bị hai luồng kiếm thế ẩn chứa lực lượng chí âm của ánh trăng đâm trúng, cả ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ôm ngực ngã xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại, bọn họ liền thấy một cảnh tượng đáng sợ. Lâm Nhất thu kiếm vào bao, mấy trăm thanh kiếm đang điên cuồng nhảy múa xung quanh dường như đều thuần phục hắn, cắm thẳng xuống mặt đất xung quanh hắn, không ngừng lắc lư. Kiếm ý tiên thiên, hóa ra người đêm qua là hắn. Tất cả trưởng lão của các tông phái đều biến sắc, bọn họ bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Nhất. Trong mắt bọn họ gần như sắp rớt ra ngoài, đêm qua, một luồng kiếm ý bỗng dưng xuất hiện khiến cho các trưởng lão bị hù dọa không nhẹ. Nhưng họ có nghĩ vỡ đầu cũng không tưởng tượng ra được kiếm ý này lại phát ra từ trên người Lâm Nhất. Vén mây thấy trăng, đêm không còn tối. Kiếm chém ra, song nguyệt tranh huy, trên trời một vầng trăng, dưới nước một vầng trăng, chỉ vì thanh kiếm trong tay Lâm Nhất. Dưới thế tấn công liên tục của Thủy Nguyệt kiếm pháp, Nhạc Thanh và Tả Vân đã khó mà ứng phó từ lâu. Bây giờ Lâm Nhất lại sử dụng chiêu song nguyệt tranh huy này, hai người lập tức thất thế, không còn khả năng tiếp tục chiến đấu nữa. Nhưng điều khiến các trưởng lão của tông môn ở Đại Điện Quỳnh Đài khiếp sợ nhất chính là kiếm ý bộc phát theo sau song nguyệt tranh huy. Tia kiếm ý đó cắt ngang đất trời, mờ ảo linh động, không nhiễm bụi trần, thông suốt một đường, trong veo sáng rực, rõ ràng đã gần tiếp cận đến tiên thiên kiếm ý rồi. Không ngờ lại là hắn. Trưởng lão đầu trọc của Huyền Thiên Tông sửng sốt, suy sụp ngồi xuống, ánh mắt mất hồn mất vía. Theo sự kịch liệt của trận luận bàn tỉ thí, mọi người đã quên mất chuyện kiếm ý kinh động cả nửa phủ công chúa đêm qua từ lâu. Nó chẳng khác nào một giấc mộng, như mây khói thoảng qua. Nhưng kiếm ý trên người Lâm Nhất cùng với mấy trăm thanh bảo kiếm cắm trên nền đất làm bằng ngọc thạch tựa như đang bái lạy vương giả đã cho mọi người biết một điều, rằng chuyện xảy ra đêm qua không phải ảo ảnh mà là sự thật. Chết tiệt, sao lại là tiểu tử này, sao có thể chứ? Văn Ngạn Bác của Hỗn Nguyên Môn tức đen mặt, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa. Trước đó ông ta còn kiêu ngạo nói đợi đến lúc luận bàn sẽ giẫm Lăng Tiêu kiếm các dưới chân, khiến bọn họ mất hết mặt mũi. Nhưng bây giờ đầu tiên là Hân Tuyệt chấn động lòng người, sau đó là Lâm Nhất liên tục đánh bại đối thủ. Chương 999 người này là khắc tinh của cuộc đời nàng ta sao? Bây giờ, ngay cả một chọi hai mà Lâm Nhất cũng có thể chiến thắng, khí thế quật khởi, không thể ngăn cản. E rằng chẳng những uy danh của Lăng Tiêu kiếm các không bị ảnh hưởng mà còn được đề cao, không ai dám xem thường nữa. Sau ngày hôm nay, chắc chắn cái tên Lâm Nhất này sẽ vang danh khắp Đại Tần, không ai không biết. Trong trận đấu này, Hỗn Nguyên Môn thất bại thảm hại, thua không còn manh giáp. Trưởng lão Lạc Phong của kiếm các đờ người ra, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, cười nói tiểu tử này giấu hay thật, nếu biết là hắn, ta đâu cần phải thấp thỏm trên buổi tiệc của công chúa Phượng Hoa như thế chứ. Hân Nhiên cười nhẹ, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều, hì hì, dù tiểu sư đệ có nói ngài cũng sẽ không tin. Nhưng tiểu sư đệ của chúng ta đúng là ngày càng giỏi. Đúng vậy. Nhớ tới trước đó mình còn chê bai Thủy Nguyệt kiếm pháp của Lâm Nhất, Lạc Phong cười cảm thán, như buông được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Đường Thông thì cười khổ, không có so sánh thì không có tổn thương. Cùng tu luyện Thủy Nguyệt kiếm pháp, nhưng ta lại không bằng một góc tiểu sư đệ. Lúc trước trong Huyền Võ Điện, mình còn cùng Lâm Nhất chọn kiếm pháp. Hắn ta còn từng khuyên Lâm Nhất đừng chọn Thủy Nguyệt kiếm pháp, hoàn toàn không ngờ kiếm pháp này ở trong tay Lâm Nhất lại có uy lực đến thế. Trên mặt mọi người của Lăng Tiêu kiếm các đều tỏ vẻ vui mừng, còn trưởng lão và đệ tử của tông môn khác thì mang sắc mặt khó coi, không ngừng than thở. Dù kiếm ý này không phải tiên thiên kiếm ý thật sự, nhưng Lâm Nhất còn trẻ như thế, 3 năm sau, chưa chắc hắn không thể nắm giữ hoàn toàn tiên thiên kiếm ý. Yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt, sau ngày hôm nay, e rằng không ai có thể ngăn cản sự quật khởi của hắn. Trước đó có Bạch Du rồi đến Tào Kiệt, bây giờ thì cả Tả Vân và Nhạc Thanh liên thủ cũng thua dưới kiếm của hắn. Hắn nổi bật như vậy, không biết Lăng Tiêu kiếm các sẽ vui mừng đến mức nào. Mọi người đều cảm thán, nhìn về phía Lâm Nhất bằng ánh mắt khâm phục và kính nể,
ngoài ra còn đầy sự ghen tị. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Liễu Nguyệt trong thần sách doanh chứa đầy sự giận dữ, nàng ta không muốn nói một lời. Nàng ta vô cùng đau đầu, cứ mãi nhìn chằm chằm Lâm Nhất bằng ánh mắt bất đắc dĩ. E rằng chuyện bất đắc dĩ nhất trên đời chính là chuyện này rồi, sử dụng hết mọi mưu ma trước quỷ, nhưng người mình ghét chẳng những không bị gì mà còn trở nên nổi bật hơn, còn mình thì chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước quật khởi. Người này là khắc tinh của cuộc đời nàng ta sao? Liễu Nguyệt giận dữ thầm tự hỏi mình, từ sau khi gặp phải Lâm Nhất, nàng ta muốn làm gì cũng gặp phải trắc trở. Trận chiến này, Lâm Nhất của kiếm các chiến thắng. Giọng nói khe khẽ và lạnh lùng vang lên từ trên chỗ ngồi, cất ra từ trong miệng công chúa Phượng Hoa. Sắc mặt Nhạc Thanh hơi khó coi, không nói một lời cầm trường thương màu bạc quay lại chỗ ngồi. Chương 1000 là Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang. Tả Vân lau khô máu trên khóe môi, chắp tay nói kiếm pháp của Lăng Tiêu kiếm các đúng là thần bí khó lường, xứng với danh hiệu đệ nhất kiếm đạo của Đại Tần, được lĩnh giáo rồi. Lâm Nhất nhẹ giọng nói, có lẽ ngươi vẫn chưa sử dụng toàn lực đúng không? Hắn có thể cảm giác được trong lúc chiến đấu Tả Vân vẫn còn kiêng dè. E rằng việc lấy một chọi hai khiến hắn ta có chướng ngại tâm lý. Tả Vân cười khẽ, nhưng cũng không nhiều lời, thua là thua, sau này có cơ hội ta sẽ thỉnh giáo Lâm huynh đệ sau. Hắn ta chắp tay hành lễ, chậm rãi lui xuống. Lâm Nhất nhìn mấy trăm thanh trường kiếm vẫn run rẩy dưới đất, đăm chiêu suy nghĩ. Kiếm ý trên người tản ra, kiếm quyết lặng lẽ chuyển động, đến khi 64 cánh hoa đều nở rộ, Lâm Nhất vung tay, quát khẽ, lên. Phụt phụt phụt. Những thanh trường kiếm run rẩy bay lên trời, không ngừng bay lượn. Xuống. Ngón tay Lâm Nhất chắp lại thành kiếm, vung nhẹ trên không trung. Vèo. Mấy trăm thanh trường kiếm biến thành lưu quang, nhanh như tia chớp, kèm theo tiếng vang trở về trong hộp kiếm của chủ nhân. Nhưng người nhận được kiếm lại không có vẻ vui mừng, ai cũng rất lúng túng. Đường đường là kiếm khách mà kiếm của mình cũng không giữ được, còn để bị người khác điều khiển, thật sự quá mất mặt. Sau khi làm xong, Lâm Nhất mới đi về chỗ. Thoáng chốc, cái nhìn của những người khác trong đại điện với hắn cũng đã thay đổi. Có thể thu có thể thả, e rằng kiếm ý này của Lâm Nhất còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng của mọi người. Dừng lại. Nhưng lúc hắn sắp rời khỏi võ đài, một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên trên đại điện Quỳnh Đài. Mọi người nhìn sang người vừa lên tiếng, sắc mặt đều không khỏi thay đổi. Thiếu niên vừa lên tiếng mày kiếm mắt sáng, sạch sẽ anh tuấn, mắt ngọc mày ngài, khí thế hiên ngang, hắn ta cầm một cây quạt xếp trên tay. Dáng vẻ bình tĩnh tao nhã, phóng khoáng ung dung. Là Tư Tuyết Y của Ma Nguyệt Sơn Trang. Tất cả trưởng lão đệ tử xung quanh cũng tỏ vẻ ngạc nhiên, Tư Tuyết Y thành danh từ rất sớm, là một người xứng với danh yêu nghiệt xuất chúng. Từ nhiều năm trước, hắn ta và Bạch Lê Hiên đã nổi danh khắp đế quốc, được gọi là hai cánh tay của Đại Tần, tựa như mặt trời và mặt trăng cùng phát sáng, là thiếu niên thiên tài, yêu nghiệt nổi bật nhất. Một năm nay, Bạch Lê Hiên thường hay bế quan, thực lực của Tư Tuyết Y thì vẫn không ngừng nâng cao. Dù hiếm khi ra tay, nhưng một khi ra tay sẽ có chiến tích khiến người khác ngạc nhiên. Rất nhiều người suy đoán hắn ta đã có thực lực vượt qua tầng lớp thứ hai, trong Long Môn tranh tài cuối năm chưa chắc không thể đấu với Bát Công Tử. Trong những người cùng thế hệ ở đây, có thể ngoài hắn ta không còn ai có thể ngăn chặn Lâm Nhất nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.